Rồi bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em từ đầu nhá, từ đầu tất cả các thao tác luôn. Đấy. Tất cả thao tác dù là nhỏ nhất, trừ cái thao tác là cài phần mềm ra nhá. Cài phần mềm thì có lẽ các em tìm hiểu thôi, chúng ta sẽ cần các cái phần mềm đó là SQL Server nhá. SQL Server thì thầy đã gửi cho các em cái bộ SQL Server thì khuyến khích thì các em sử dụng bộ SQL Server 2008, 2005, 2008, nó nhẹ và nó dễ dùng. Nhưng mà đối với những bạn mà dùng SQL Server, dùng những bộ Win 10 hoặc Win 11 ấy, Win 10 có lẽ không ảnh hưởng lắm, Win 11 ấy, thì cài SQL Server mà đời trước, đời 2010 trở về trước ấy, thì nó có khả năng xảy ra lỗi nhá. Bạn nào mà không lỗi thì thầy chắc là phải tham khảo. Thầy cài toàn lỗi. Còn thầy cài trên bản 2000, trên Win 11 thì thầy cài rất là nhiều phiên bản rồi thì nó không dùng được. Cuối cùng là thầy dùng bản 2014. Đó. Còn dùng các bản cao hơn thì dùng được. Dùng cao hơn 2014 thì vẫn dùng được nhưng mà không cần thiết, tại vì là nó hơi nặng. 2014 này thì bộ cài khá là nhỏ, nó nhỏ tương đương bản 2012 luôn. Bộ cài nó chỉ dưới 1 GB các em nhá, cài tất cả dưới 1 GB, cả bộ quản lý lẫn bộ server. Chúng ta sẽ cài hai bản, một bản là bộ chạy, bộ dịch vụ đấy, và cái thứ hai là bộ quản lý nhá, SQL Management Studio nhá. Thì khi mà thầy cài thì thầy luôn luôn chọn cái chế độ là Manual Start đấy, để cho mình chủ động trong các cái sử dụng các phần mềm, thì khi mình không dùng server thì mình không nên bật nó chiếm tài nguyên của máy, kể cả trong phòng máy tính của chúng ta cũng thế. Cho nên là thầy luôn luôn là phải bật cái SQL Server Config Manager lên để thầy chạy dịch vụ đấy, chạy dịch vụ máy chủ lên nhá. Chúng ta start này lên này, cái này chắc là chúng ta biết rồi đúng không? Sau đó thì đó, các em sẽ mở SQL Management Studio lên. Đấy, mở lên. Ta chờ một lúc thì nó sẽ hiện lên như thế này. Thì ở đây server name thì các em vì là máy tính của chúng ta ấy, chúng ta không kết nối đến một cái máy nào trong mạng LAN cả. Đấy. Bình thường thì một cái khi mà chúng ta đi chúng ta làm việc ở các cơ quan ấy, ví dụ như một phần mềm kế toán chẳng hạn, sau này các em viết một cái phần mềm nào đấy chẳng hạn, đúng không? Phần mềm quản lý nhân sự, quản lý lương, rồi là kế toán, quản lý nhân viên, quản lý sinh viên học sinh, hoặc là như thầy đang làm một cái phần mềm là phần mềm tạo thật có biểu chẳng hạn, thì là sẽ có các cái nhân viên, các thư ký, rồi là các gì nhỉ, giáo vụ khoa, hoặc là những cái người mà gọi là hỗ trợ đấy, gọi là trợ lý khoa đấy, thì hoặc là trợ lý bộ môn thì sẽ join vào cái server, tên server này để mà gì, để mà chúng ta kết nối đến máy chủ, đến cơ sở dữ liệu để tạo ra gì, tạo ra các cái gì nhỉ, dữ liệu nhá. Thì đối với máy gì nhỉ, máy chính cái máy của mình thì chúng ta cũng có thể gõ chữ local vào cũng được, local vào như thế này đấy, nhưng mà connect nhá. Còn đối với các cái máy chủ thì chúng ta cần phải tìm đúng cái máy chủ nhá, đúng cái máy chủ của mình trên mạng LAN. Đấy là sau này nhá, sau này có thể là các em đợt đấy được tập mà thầy hướng dẫn thì có thể là thầy sẽ hướng dẫn các em một làm một cái ứng dụng mà liên quan đến việc là kết nối client server chẳng hạn. Nhá. Còn đối với chúng ta ở đây, chúng ta đơn giản nhất là chúng ta để chữ local là dễ nhất, thì nó ít khi mà xảy ra lỗi lầm gì cả. Đó. Mà cũng rất là dễ cho chúng ta khi mà viết phần mềm. Xem nhìn thấy đây là chữ local đúng không? Tên chung. Cái local rất là hay ở chỗ là như này này. Là tất cả chúng ta giống tên nhau. Đó. Cho nên là bảo ôi của em khác, em gõ code vào là sai hết. Đó. Không hiểu tại sao sai. Và bây giờ chúng ta sẽ làm một cái ứng dụng nho nhỏ xinh xinh nhá. Reset tắt nhá. Nhiễu nhiễu nhỉ. Chắc là do cái bộ chia này. Chia này nó hơi nhiễu. Ôi, nhìn được. Thế là còn nét chán rồi.
Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái cơ sở dữ liệu mới nhá, tạo ra một cái cơ sở dữ liệu mới. Trước khi mà tạo ra một cơ sở dữ liệu mới thì cũng giới thiệu cho các em cái phần mềm thầy đang viết, thầy sửa đến lần này lần thứ 15. Ai ai làm rồi cũng bị lỗi thôi. Đấy. Dù gì ai làm cũng bị lỗi. Thầy rất mong chờ một em nào đó viết cho thầy cái phần mềm này, nhưng cuối cùng không ai làm cả. Không phải không ai làm mà không ai đáp ứng được yêu cầu, cuối cùng là thầy phải tự làm. Lười không được. Thì đây là cái sản phẩm thầy đang làm. Đấy. Chúng ta nhìn đấy, chúng ta biết thấy được rằng là cái chúng ta đang, tất nhiên là học, chúng ta phải học từ những cái bé nhất đúng không? Đầu tiên là từ một bảng, sau đó hai bảng kết nối nhau, sau ba bảng kết nối với nhau. Thông thường thì những cái bài đầu tiên sẽ là khoảng là ba bảng kết nối với nhau là đẹp nhất. Đấy. Hai bảng thì hơi ít mà nó cũng có cảm giác là nó hơi khó chịu. Thì là cái bài tập chúng ta nằm ở đâu? Bài tập chúng ta sẽ nằm ở đây. Một này, hai và ba nhá. Đấy, cơ sở, đơn vị và giáo viên, được chưa? Sau này thì ví dụ các em nào mà làm việc với thầy thì cần tìm hiểu các cái hệ thống khác thì có thể là chúng ta sẽ trao đổi với nhau nhá. Đấy. Chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Chúng ta sẽ tạo một cái cơ sở dữ liệu mới này, đi lên database này. Sau khi mà chúng ta bấm lên bay xong thì các em sẽ nhìn thấy một cái bảng hiện lên như này. Thầy thì không chuyên về cơ sở dữ liệu cho nên là có thể là các em sẽ không bao giờ thấy thầy gõ câu truy vấn SQL Server, hoặc là thấy thầy gõ câu truy vấn SQL Server nhưng mà gõ toàn sai. Đấy, đấy là điều rất bình thường nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gõ lên database name này. Thì các em sẽ ghi là lập trình máy tính 1 này, K12 này, đó là tên này, tên các em ấy, sinh viên, đó gạch dưới là quản lý giáo viên đi, các em có thể điền thêm số 1 vào. Vì sao điền thêm số? Tại vì là chẳng bao giờ chúng ta làm một lần mà đúng cả. Đấy, và khi mà chúng ta làm sai ấy, thì chúng ta luôn luôn là có một cái xu hướng là chúng ta xóa bỏ cái sai đi, sau đó chúng ta làm một cái mới, cái đấy là đúng thôi. Nhưng mà thầy nghĩ rằng là có một cái biện pháp khác mà nó hay hơn. Đó là gì? Đó là chúng ta hãy điền các phiên bản ta làm để chúng ta nhìn thấy con đường chúng ta đi mà đã trải qua những cái gì, đúng không? Chúng ta đã yêu bao nhiêu em rồi, hãy giữ lại ảnh của tất cả những người yêu đó, đừng xóa đi. Sau này chúng ta sẽ có một cái lịch sử rất là hành tráng đúng không? Ui rồi không ngờ ngày xưa mình ngu thế này đúng không? Để bây giờ mình gặt hái thành công. Đây chúng ta bấm vào cái tiếp theo, dòng tiếp theo này. Không có cái gì là nút nào là thừa trên này cả nhá. Chúng ta hãy khám phá tất cả các nút ở trên form. Đấy. Đây có cái nút này, điểm gì? Nút này là để làm gì? Chúng ta nhìn thấy owner này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái quyền cấp cho cái database này. Đấy. Chúng ta là người chủ cho nên là chúng ta chả tội gì mà không cấp một cái quyền gọi là full. Đó. Thực ra thì chả hiểu là quyền full thì nó có những cái quyền gì, đúng không? Cụ thể ở trong môn SQL Server ấy thì các em sẽ được học là trong một cái cơ sở dữ liệu có những cái quyền gì, đúng không? Quyền thêm, quyền sửa, quyền xóa, quyền xem, rồi là quyền di chuyển, quyền backup, rồi các thứ đấy, rất 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 nhiều các quyền trong đấy, đúng không? Và sau này đối với một cơ sở dữ liệu rất rất lớn ấy thì, hoặc là những dữ liệu quan trọng ấy, thì người ta sẽ cần khá là nhiều người làm việc, người thì chuyên về backup, người chuyên về truy vấn dữ liệu, người chuyên về làm function, người chuyên về store studio, người chuyên về view rồi các thứ. Đó. Thì chúng ta sẽ có, còn ở đây là chúng ta là gì? Là quyền tối thượng, đúng không? Chúng ta sẽ làm tất cả mọi thứ với nó. Rồi tiếp theo cái đường dẫn này, chúng ta chú ý này. Thì làm cái gì làm chúng ta cũng phải lưu lại, đúng không? Lưu lại chúng ta cầm về, cầm đi rồi cài, cầm đi để cài đặt cho khách, cầm đi để nộp cho thầy cô chấm điểm. Vâng, chúng ta sẽ phải lấy ra. Nếu mà chúng ta để đường dẫn mặc định trong này, bình thường các em sẽ là ở C nhá, của thầy thì là cài ở D. Đấy. Thì là để như này, thì để như này là tốt nhất.
Nói thật sự để nhân này là cái database chúng ta chạy ổn nhất, là không lỗi lầm gì cả. Nhưng mà cái vấn đề của chúng ta là đây là chúng ta đang đi học hoặc là đi cài đặt các thứ ấy. Nếu để nguyên trong này này thì đến lúc mà chúng ta muốn lấy dữ liệu ra ấy, thì có hai cách. Một là chúng ta bấm vào gì, attach database, chúng ta phải học ở môn cơ sở dữ liệu biết rồi đúng không. Hai là chúng ta gì, chúng ta ấn vào là backup đấy. Đấy. Ấn vào một trong hai nút đấy, một là attach hay là backup. Còn một cách nữa đó là gì, chúng ta stop cái dịch vụ lại, stop cái dịch vụ lại và chúng ta vào thẳng gì đó, vào thẳng trong cái thư mục chứa. Thì chắc là ở trong môn SQL Server thì các em cũng được thầy cô hướng dẫn rồi, nhưng thầy cũng nói lại đấy, để có gì thì chúng ta bảo là thầy hỏi, chúng ta bảo là chúng ta chưa biết gì đấy. Em không biết copy dữ liệu ra đấy, thế thì dở lắm. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái dữ liệu chúng ta sẽ nằm ở trong khu vực này nhá. Thì bây giờ thầy sẽ tạo một cái dữ liệu mới rồi, thì mặc định nó ở trong đấy nhá, nhưng mà thôi chúng ta sẽ không để trong này, chúng ta sẽ tạo ra một cái thư mục mới. Thư mục mới này thì chúng ta sẽ tạo với tên là đây, lập trình máy tính 1K12 này, tên sinh viên này nhá, tên là tên các em ấy chứ không phải có chữ tên sinh viên vào đâu. Trong này các em sẽ để hai hai cái gì, hai cái thư mục, một là thư mục delta này, hai là thư mục code nhá, delta và code nhá. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại này, chúng ta sẽ di chuyển cái vị trí này, vị trí đặt cái database vào cái thư mục mà chúng ta quản lý đây, enter nhé, một cái này, một cái MDF và một cái log ra nhìn đấy, nó bắt đầu gọn gàng rồi, ok nhỉ nha, xong rồi ok nhá, ok rồi đâu nhỉ, ở đây nó ở dưới này đây, chúng ta nhìn thấy chữ quản lý GV đúng không. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng database diagram để tạo ra, không phải tạo mà chúng ta gọi là thiết kế. Chúng ta có thể dùng từ thiết kế cũng được. Cái từ thiết kế là một cái từ mà chúng ta nên hạn chế sử dụng thôi, tại vì cái từ thiết kế nó là một cái từ dành cho cái sự sáng tạo. Đấy. Nó dành cho sự sáng tạo chứ không phải dành cho sự gọi là gì nhỉ? Gọi là làm lại hay là làm theo theo cái yêu cầu, không phải làm lại mà là làm theo cái sự sai bảo của người khác. Ở đây là chúng ta làm sáng tạo đấy, gọi là sự sáng tạo thiết kế. Tất nhiên là chúng ta vẫn làm theo một cái yêu cầu mục đích sử dụng, nhưng mà ở đây là thiết kế này là chúng ta gọi là có tính sáng tạo đấy, tính đột phá. Còn ví dụ như là chúng ta làm theo một cái gì nhỉ, chúng ta làm theo một cái gì đó thì nó không còn là có, không còn gọi là tính sáng tạo nữa đúng không, giống như là một công nhân xây dựng với cả một kỹ sư ấy, nó sẽ khác nhau. Cái từ thiết kế này là chúng ta rất là hạn chế sử dụng. Ví dụ như chúng ta hay gặp cái từ là học là thiết kế web đúng không, và làm web, hai từ khác nhau nhé. Một cái người mà ngồi làm web ấy, theo một cái thiết kế có sẵn, một người thiết kế web có thể là người ta không làm, người ta không biết gì gì về HTML, người ta vẫn thiết kế web em nhé. Người ta không biết tí gì với PHP, không biết tí gì với HTML, nhưng người ta vẫn là người thiết kế web. Người ta có khi ta chỉ việc cầm mỗi cục phấn thôi, đúng là thiết kế web. Và sau khi người đấy người ta thiết kế ra xong, người ta đưa cho các em một cái ảnh, và mấy ông thợ HTML bắt đầu là gì? Bắt đầu là ngồi làm theo cái ảnh đó. Lúc đấy thì gọi là gì? Chúng ta có thể nói là từ là xây dựng được, build cũng được. Chứ không gọi là thiết kế các em nhé. Và đây chúng ta cũng có thể là dùng từ thiết kế, nhưng mà ví dụ như là chúng ta ngồi xem lại cái ảnh cơ sở dữ liệu của thầy chẳng hạn, hoặc của người khác chẳng hạn, xong các em ngồi các em ấy lại thì đấy cũng gọi là xây dựng chứ không phải là thiết kế, nên chúng ta phải hiểu riêng rẽ hai cái từ này ra, tức là thiết kế mang tính sáng tạo nhé. Ở đây thì chúng ta làm lại thôi, nhưng mà chúng ta cũng giả vờ là thiết kế cho nó hoành tráng. Rồi chúng ta new database này, đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một cái bảng cơ sở, ok này. Đó. Cơ sở và chúng ta sẽ gõ là mã này, kiểu dữ liệu
thì có rất là nhiều cách đặt cái mã, cái cách mà hay nhất thì người ta hay đặt đó là đặt một cái số nguyên vào trong này và sau đó để nó tự động tăng. Đấy là cách hay nhất. Còn ở đây chúng ta đang học và chúng ta đang làm một cái gì đó thì chúng ta nên nên là làm theo một cách thì gọi là khác người. Đấy, khác người một chút. Thì chúng ta cũng đừng sợ là cái máy này nó mệt hay là dữ liệu nó nặng, chúng ta đừng sợ, chúng ta cứ thử làm xem nó có nặng không, đúng không? Rồi thầy để hẳn 400 nhá, để va chạm 400. Đặt đây là gì, set gì, cái gì đây, set binary key đúng không, để cho nó là duy nhất đúng không, không thể nào mà có sự trùng lặp dữ liệu ở đây, tức là cái cột này ấy, là cột mã thì không bao giờ trùng, không bao giờ trùng tên. À, không là trùng dữ liệu trong này. Đấy, ví dụ cái đề số 1 thì nó chỉ có duy nhất một số 1 thôi. Nếu gõ số 1 lần thứ hai thì nó sẽ lỗi, không thể gõ được. Sau đó là đến tên cơ sở này. Tên cơ sở chúng ta cứ để này qua trang bác đi. Sau đó chúng ta sẽ đặt là địa chỉ đi. À, liên hệ. Và khi khi mà chúng ta làm ấy, làm một cái bảng này nhá, có một cái hay như này này là chúng ta có thể là đặt thừa cột ra một chút. Đấy. Để làm gì thì chưa biết được. Ví dụ nhá, ví dụ khi mà chúng ta gặp các cái xử lý rất là hay như này nhá, là chúng ta có những cái xử lý là không xử lý nổi. Ví dụ như là có như kiểu thầy đang làm một cái bảng report nhá, là lịch cho phòng hoặc lịch cho giáo viên chẳng hạn, thì có một cái vấn đề như này này là khi chúng ta làm report lịch cho giáo viên ấy thì giáo viên dạy học bình thường thì giáo viên sẽ dạy là à sẽ có một cái lịch học theo một cái lớp ở đấy đúng không, đúng không, thì tất nhiên là sẽ có cột lớp đúng không, cột lớp cột có tên lớp đấy. Nhưng mà khi như ví dụ như ở trường mình hoặc là một số đơn vị đào tạo khác thì nó sẽ có một cái quản lý nhỏ hơn, đó là nhóm. Đấy, ví dụ như là lớp lập trình máy tính 1, nhóm 1, đúng không? Lớp lập trình máy tính 1, nhóm 2 chẳng hạn, thì nó sẽ có thêm một cột nữa là cột nhóm, đúng không? Hoặc là khi mà đi thầy cô dạy lý thuyết ở một cái lớp, ghép hai lớp lại với nhau là lập trình máy tính 1, 2 chẳng hạn, đúng không? Ở đây là lớp lập trình máy tính 1, 2, chúng ta lại phải có thêm một cột nữa, đúng không? Như vậy là đơn giản nhất là như ngay trong trường mình, ngay gọi là ngay trong khoa mình thôi là chúng ta có đã có đến là ba cột đúng không, là gì, là lớp này, nhóm này, lớp ghép này đúng không. Đấy, nếu mà làm report lịch giáo viên ta sẽ cần ba cột đấy đúng không. Vậy thì nếu mà làm như thế thì nó khi mà cái bản ghi report chúng ta sẽ trông nó rất là chán, tại vì là sao, tại vì khi chúng ta cầm lên ấy, ta ngồi ra xem mà ô cái cột này tự nhiên trống đúng không, tại vì thực ra thầy hôm nay thầy dạy cho nhóm mà, còn cột lớp và cột lớp ghép thì không có đúng không. Đấy, bây giờ chúng ta cần phải đẩy là ba cột đấy vào với nhau, ví dụ như là đã nhìn ở đến cột cuối cùng rồi là lớp, tức là cái lớp nào mình dạy là nhóm hoặc là lớp hoặc lớp ghép mình dạy là phải nhìn thấy ngay đúng không, chứ chúng ta không thể nào mà bôi ba cột đấy ra được. Cho nên chúng ta sẽ nên có những cái gọi là cột tạm. Và trong khi chúng ta lập trình ở lập trình cơ bản chúng ta cũng thấy rồi, cái những cái biến tạm sử dụng nó rất là hiệu quả và gần như là không có nó thì không làm nổi, ví dụ như là thuật toán sắp xếp chẳng hạn đúng không, các em nhìn thấy là chúng ta có một cái biến tạm trung gian để gì, để trao đổi dữ liệu ở trao đổi gọi là đảo đúng không, đảo giá trị giữa hai biến đúng không, chúng ta sẽ cần một cái tạm. Đấy. Cho nên các em có thể là tạo ra thêm từ 1 cho đến khoảng 2-3 cột tạm trong ngày. Đấy, và chúng ta đặt một kiểu dữ liệu gọi là vô thưởng vô phạt, đó là gì, cũng là chuỗi đó. Đấy. Thông thường thì thầy sẽ đặt thêm là ví dụ một cái bảng như này thì sẽ đặt thêm một cái ghi chú, như thầy giải quyết bài toán vừa rồi thì rất là may là thầy lại đặt thêm một cái gì, đặt thêm một cột ghi chú ở trong cái bảng lịch lịch học ấy. Cho nên là thầy đã ghép được các cái giá trị vào để khi mà chúng ta làm cái report
lịch thì chúng ta có cái chỗ chúng ta đặt, nếu không thì không làm nổi. Đầu tiên thì thầy tìm hiểu trong câu truy vấn SQL làm sao để lúc thì select cột này, lúc thì select cột kia, nhưng mà không không làm được. Vậy là không phải không biết là nó làm được hay không, nhưng mà mình tìm mãi không không ra cách làm. Nhưng mà cuối cùng là phải đẩy vào cột này. Chúng ta dữ liệu chúng ta cái này gọi là back end, chúng ta có thể làm thoải mái, và sau này chúng ta lấy cái gì ở trên front end thì lấy, đúng không? Và lấy gì lấy. Mọi người sử dụng mọi người sử dụng giao diện thì mọi người sẽ không biết được rằng là cái hạ tầng là có cái gì. Đó, để đặt một cái ghi chú này chúng ta có thể để hiện ra, có thể không, để không hiện ra được tùy. Đối với chúng ta thì chúng ta có nên là trừ cái mã ra, các cái còn lại chúng ta nên để allow null, cho phép rỗng. Rồi, các bảng khác chúng ta sẽ làm nhanh một chút nhá. Đơn vị này, trong cơ sở thì sẽ có các đơn vị như là phòng ban này. Đơn cơ sở giống như là cơ quan này, đơn vị là các phòng ban. Đấy, chúng ta cũng có mã và cũng là đặt là gì, Nvacha 400 đi. Tên Nvacha Max. Mã tên này, liên hệ. Ghi chú. Đặt thêm một cái gọi là cột vô thưởng vô phạt. Thầy xem qua lại xem thử là cái thiết kế của thầy là nó có những cột gì. Mã tên hệ ghi chú, mã tên liên hệ ghi chú, nó thấy đâu. Và đây sẽ là gì, khóa chính. Đây là khóa chính nhá. Và đơn vị với cơ sở thì cần có một cái mối quan hệ, đúng không? Tức là trong mỗi cơ sở thì có nhiều đơn vị, đúng không? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là đơn vị này sẽ có một cái khóa ngoại của bảng cơ sở. Đó chính là gì? Mã cơ sở. Và cái khóa ngoại này nó cần phải cùng dữ liệu với khóa chính của chúng ta nhá. Chúng ta paste vào đây. Đó, chính xác. Và chúng ta câu sang thôi. Kéo sang. Drag and drop. Chúng ta kiểm tra lại nhé, tất nhiên là chúng ta khi nó kéo nó chính xác luôn rồi, đúng không? Nhưng mà chúng ta cũng nên là nhìn qua lại một lần, đừng có bấm OK ngay. Đấy. Những cái thiết kế này chúng ta cứ làm chậm chậm thôi, quan trọng nhất là chính xác, thì còn nhanh hay không nó cũng không phải ở bước này. Riêng lập trình với thiết kế thì chúng ta làm phải chính xác, không quan trọng là nhanh hay chậm mà phải rất chính xác. Nếu chúng ta làm không chính xác thì sau này nó mọi công sức chúng ta làm sẽ là đổ bể hết, vứt đi hết, không dùng được. Đấy. Đây, chúng ta nhìn này, primary key table là cơ sở và foreign key table đơn vị, đúng không? Ở bảng primary key. Đấy, ở primary key này chúng ta nhìn thấy này, đó là mã của bảng cơ sở và foreign key là mã cơ sở của bảng đơn vị, rất chính xác rồi. Và chúng ta nhìn lại cuối cùng là cái tên. Tên này thì chúng ta có thể để chữ FK, đấy, là tiền tố cũng được. Còn nếu không nào em nào không thích chữ FK thì chúng ta có thể xóa chữ FK đi. Đấy, thì chúng ta ghi chữ là đơn vị cơ sở thì cũng là đủ hiểu rồi, đúng không? Nhưng thôi để chữ FK cho đẹp nhá. Ok nhá. Cái tiền tố này là một cái khá là hay, giúp ích cho chúng ta rất là nhiều trong code. Đấy, chúng ta thấy rằng trong một cơ sở có nhiều đơn vị, đúng không? Còn chúng ta thiết kế tiếp này. Bây giờ chúng ta sẽ là giáo viên đi. Giáo viên, nhân viên thì đấy, hơn ra để giáo viên, chúng ta đặt là quản lý giáo viên mà, đúng không? Chúng ta cũng có mã này, cũng là Nvacha Max này, tên này cũng là gì, mã tên giáo viên thì cần thông tin thì nó kèm, tất nhiên là liên hệ rồi, liên hệ thì còn gọi là ôi thầy hôm nay thầy có rảnh không, này đi dạy em lớp này cái, ok Nvacha Max ghi chú. Thêm bảng tạ. Sau này làm gì thì làm, đúng không?
chúng ta có thể hứng lên ta làm ghi chú 1, ghi chú 2, ghi chú 3, ghi chú 4 gì đấy đúng không? Làm nhiều nhiều tí. Sau nhỡ có dữ liệu gì cần đưa vào. Trông thế thôi nhưng mà sau nó là cứu cánh ta đấy, chúng ta đỡ phải xây dựng lại dữ liệu thì nó cũng hay. Ví dụ như trong này nhá, một cái bảng phức tạp như là cái bảng lệch này, thầy làm có một cái ghi chú này là hơi hơi thiếu. Thầy nghĩ rằng bảng này thì một cái bảng này thầy phải làm 3 đến 4 cái ghi chú, 3 đến 4 cái ghi chú. Các em yên tâm là nó không nặng lên đâu, nó không nặng dữ liệu đâu. Nếu chúng ta không điền gì vào nó không nặng. Đấy, và nó sẽ giúp ích cho chúng ta xử lý rất là nhiều thứ. Và đương nhiên giáo viên là gì, nó nằm ở đâu, giáo viên nằm trong các khoa đúng không đấy, hay gọi là các đơn vị, vậy thì nó được quản lý bởi đơn vị này, tất nhiên là mã là khóa chính rồi. Vậy thì trong giáo viên này sẽ có gì, có mã cơ sở, mã cơ sở, và chúng ta có kiểu dữ liệu và số lượng là giống với cả mã đơn vị này, chưa? Đặt sang đây nhá. Đấy, như vậy chúng ta đã xây dựng xong dữ liệu rồi. Kiểm tra lại lần cuối này. Mã của đơn vị và mã cơ sở của bảng giáo viên. Ok. Xong. Sau khi mà chúng ta nhìn qua một chút, kiểm tra lại một lần cuối cùng, cái thiết kế chúng ta chuẩn rồi, chúng ta bấm vào nút lưu. Nút lưu này có hai tác dụng là gì, một là chúng ta tạo ra cơ sở dữ liệu, hai là chúng ta tạo ra các bảng nhá. Đã, ok, ba bảng nó sẽ được tạo ra. Yes nha. Các em tắt hết cái điện thoại đi em. Đây đi. Tôi nhắc lại lần nữa nhá, tất cả những cái người mà bật điện thoại mà có tiếng ở trong lớp này ấy, là tôi sẽ cho học lại luôn lúc ngay lập tức nhá. Lần cuối đấy chứ không có lần thứ hai đâu. Và các em làm gì làm, đừng để cái việc làm của mình ảnh hưởng đến việc học hay việc dạy nhá. Tất cả những cái việc làm đấy tôi cũng sẽ học lại ngay lập tức nhá. Còn các em muốn làm gì làm, các em ngủ, các em nghe nhạc, các em chơi game, nhưng không ảnh hưởng đến người khác học hay là dạy đấy. Các em nào quý các em đến đây ngồi, các em học thì học, không học thì thôi, nhưng không phải được ảnh hưởng đến người khác. Đấy. Còn các em học được hay không tôi không quan tâm nhá. Bây giờ chúng ta đã tạo ra ba cái cơ sở dữ liệu này rồi, đúng không? À, ba cái bảng này rồi. Và ba bảng được tạo ra đây, các em nhìn thấy trong này. Đó. Chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành là sử dụng với Visual Studio để tạo ra các cái ứng dụng. Thì thực ra ấy, thì là chúng ta có sử dụng console này, Windows Form này, hay là web này, thì nó tất nhiên nó luôn luôn có những cái tính tương đồng hết. Console thì nó hơi khó dùng và cái các em nhìn thấy cái giao diện của nó là giao diện ở trên màn hình đốt ấy nhá. Cho nên là cái quá trình mà chúng ta sử dụng nó mang tính rất là tuần tự, đúng không? Tất nhiên là chúng ta vẫn có thể tạo ra cái menu với các cái nút lựa chọn. Các em hay sử dụng cái gì nhỉ? Hay sử dụng cái cấu trúc là shift key đúng không? Shift key. Đấy, click và lựa chọn, tất nhiên các em vẫn làm được.
Và không hẳn là cứ là console thì cứ là console thì là không áp dụng gì nhiều đâu nhá. Tôi vẫn thấy là có những nơi là sử dụng console đấy, sử dụng console để làm các cái phần mềm. Và cách đây lâu lâu rồi, tôi có đi siêu thị Metro, hồi đấy là Metro chưa chưa bán cho Thái Lan ấy, thì là Metro là sử dụng một cái bộ phần mềm quản lý bán hàng mà không dùng giao diện form nhé, người ta dùng hoàn toàn trên đốt và làm, người ta làm rất rất nhanh đấy. Ở form là không hẳn là cái giao diện form quản lý đâu, mà là cái giao diện form cho dành cho nhân viên bán hàng ấy, người ta làm rất nhanh tại vì nó tính nó rất là tuần tự. Người ta đưa hàng vào này, nhân viên cứ bấm bấm chú chú vào nó hiện lên này, và họ bấm một phát nhập phát xong luôn, làm thao tác nhanh hơn trên trên form. Tại vì là sao, thì form ấy thì nhân viên luôn luôn cắm đầu con chuột vào di 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 này, nó làm cái quá trình gọi là thanh toán của khách hàng rất là chậm đấy. Thì ở đây nhá, người ta làm thao tác cực kỳ nhanh luôn, rất rất nhanh luôn, nó mang tính tuần tự. Còn đối với một số nơi thì họ dùng form ấy, thì nhiều khi nhân viên cứ ngồi di di chuột như này này, xong rồi ngồi bấm 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 này. Tất nhiên là nó cũng nhanh nhưng mà không thể nhanh trên trên console được. Còn cái ứng dụng thứ hai là đây, đây console này, console đây. Ứng dụng thứ hai là Windows Form này. Windows Form này thì nó giúp ích cho chúng ta có cái giao diện để chúng ta quản lý. Quản lý về gọi là thao tác, người dùng rất là dễ dàng thao tác. Và cái thứ hai là người code thì cũng rất là dễ, tại vì là họ ít khi chúng ta phải căn chỉnh nhiều. Đó. Không phải căn chỉnh nhiều, và các cái thao tác người ta thực hiện rất là nhanh. Nhưng mà Windows Form này có một cái dở là khi mà chúng ta dùng trên môi trường Internet ấy, thì sẽ để mà cấu hình để kết nối được đến server thì là cả một vấn đề lớn. Cả vấn đề lớn, tại vì là cứ mỗi một cái máy là chúng ta lại phải, có thể chúng ta phải cấu hình lại với Windows Form này. Tất nhiên là vẫn có cách, vẫn có cách làm gọi là để Windows Form này là kết nối với server được nhá, luôn luôn nó giống như app điện thoại ấy, chúng ta bấm lên và kết nối được ngay. Đấy. Nhưng mà vẫn có cái khó khăn của nó. Còn đối với web là hay nhất, web form hoặc là web ISP MVC này, hoặc là Silverlight này. Thì đối với môi trường web này này, hoặc là Silverlight cái thứ này, thì là nó chạy trên môi trường web ấy. Thì là cái web này nó có một cái tính năng rất hay là nó trỏ thẳng vào server, đúng không? Và từ đấy là server nó bắt đầu là xử lý ở trên server, đúng không? Còn đối với form này thì là cái việc là xử lý là nó phải nằm ở trên form. Còn đối với web thì là nó sức mạnh của nó thì nó lại là nằm ở trên server, cho nên là nó không phụ thuộc vào cái cấu hình của cái máy client. Còn form thì mọi xử lý nó nằm trên form, trên client hết, cho nên là tất nhiên là form thì nó có cái điểm mạnh của nó, đúng không? Và cái mạnh nhất của nó là lúc mà thiết kế thì nó dễ thiết kế nhất. Còn web thì nó lại gặp khó khăn ở trong quá trình là chúng ta thiết kế, đúng không? Thiết kế ra là một cái web là cũng rất là mệt mỏi, gọi là xây dựng đấy. Xây dựng ra một cái giao diện web là nó cũng mệt hơn, nó lâu hơn. Còn như form này chúng ta có thể tạo ra các cái xử lý đặc biệt hơn và nhanh hơn. Rồi, chúng ta sẽ làm việc với Windows Form nhé. Em đầu tiên các em tìm vị trí lưu này, tìm vị trí lưu code được chưa, ta chọn ta đặt tên cho đúng. Đó, tên sinh viên này, thứ này chúng ta đặt là quản lý giáo viên nhá, ta đặt thêm số 1 vào. Ok này, đó, đây là cái phòng của chúng ta.
Đối với form này chúng ta nên form 1 xong đầu tiên này này. Chúng ta sẽ đổi tên lại thành là form MDI nhé. MDI. Chọn yes này. Tag chúng ta đặt là MDI luôn. Và một cái thuộc tính nữa đó là tính gì tự nhiên quên. Tính ở đây, XMDI container đặt là chu. À, chúng ta có thể chỉnh thêm không, mà không phải có thể mà tốt nhất chúng ta nên chỉnh cái này, thì thầy thấy rằng là cái chuẩn chuẩn 08 này này là từ cái thời kỳ Visual Basic 6, cái thời kỳ cách đây phải 20 năm, hơn 20 năm, cái thời kỳ kem còn chưa sinh ra cơ. Đấy, vì từ VB6 tức là cái từ thời kỳ tầm khoảng 2 tầm khoảng 2 199 99 mấy đấy. Đấy. Chứ không các em là 2002 2003 nhỉ. 2001. Tại 2001. Đấy. Thì chúng ta thấy rằng là nó không còn phù hợp. Tại sao thầy nói là bây giờ với X6 mà tại sao 08 nó lại ảnh hưởng? Tại vì sao? Tại vì là thời kỳ ngày xưa ấy, cái độ phân giải màn hình ấy, nó chỉ khoảng 800 thôi, thậm chí là 640. Thì là 08 này nó rất là to, nó rất là dễ nhìn. Nhưng đến bây giờ mà các em để 08 thì nó bé bé tí bé tẹo, nó bé lắm. Nó chỉ bé hơn cái chữ này. Bé hơn cả chữ này cơ. Khó nhìn lắm. Đấy. Cho nên là chúng ta nên đặt một cái phông làm sao cho nó to ra một chút nhá. Ông nào màn 4K mà 13 inch nữa thì đúng là không thể nhìn nổi. Nên tốt nhất là chúng ta đặt một cái chung chung là khoảng kích cỡ khoảng 13 nhá. Ok. Rồi. Trên này chúng ta sẽ rồi, chúng ta sẽ tạo ra luôn ba form đi. Add luôn ba cái form. Chúng ta nên giữ lại nhé, giữ lại cái tiền tố cơ sở này, phong cơ sở nhé. Chúng ta đừng ghi mỗi chữ cơ sở, bao giờ chúng ta cũng có một cái thằng bám vào nó vẫn sướng hơn là không có gì, gọi là tiền tố trước, người đi trước. Phong cơ sở này add luôn, nếu mà bảo là chưa biết gì thì vào đấy, ở đây chúng ta biết rồi, chúng ta biết add luôn đơn vị này. Đó. Đơn vị nhá. Add này. Giáo viên này. Add. Dạ. Đó, chúng ta có ba cái form này. Và chúng ta cũng chọn luôn thuộc tính đầu tiên đó là phôn chữ luôn. Đặt luôn cho ba form không quên. 13 này. Time. Đơn vị. Đặt luôn nhá. Giữa 13 và time. Bạn nào mà trau chuốt ấy, thì chúng ta có thể làm như này. Đối với MDI này này thì chúng ta có thể đặt size. Đấy. Ví dụ như là 1280 nhân với 800 chẳng hạn. Để xem những độ phân giải nào hợp lý. Đối với cái màn hình này 1280 nhân 768 hoặc 720 768 đi. 80 nhân 768. Và để start position là để start position là bao nhiêu? Chúng ta để xem screen.
Cái form giáo viên này chúng ta sẽ đặt một cái size nhỏ nhỏ xinh xinh, ta sẽ xem có những cái size nào hay. 800 600 vẫn to đúng không? Ta đặt là width là 640 nhân 480 đi. Vẫn to nhỉ. Thôi. Mà đặt này lâu lắm, chúng ta cứ áng áng thôi nhá. Hôm nay các em thấy thích kích thước nào nó hợp lý chúng ta sẽ để. Rồi form MDI này. MDI chúng ta đặt chuẩn kích thước rồi, bây giờ chúng ta sẽ đặt vào đây một cái menu. Menu chúng ta sẽ tìm trong cái group mà menu toolbar này. Ta có phần menu chip này, đặt vào. Có một cái menu thôi cho nên là chúng ta sẽ đặt tên nó là menu chip luôn, không cần thiết là chúng ta phải đặt số 1 vào đây. Ta sẽ gõ, mặc dù là chúng ta không làm cái chức năng cho hệ thống nhưng mà chúng ta cứ viết vào cho nó hoành tráng. Chúng ta không làm con đăng nhập, chúng ta cũng ghi chữ đăng nhập vào đây, ví dụ này tài khoản đúng không ạ, tưởng tượng thôi đúng không, phát giả vờ đâu. Rồi, bây giờ thì đấy là cái các cái form thông tin của chúng ta đúng không, cơ sở này. Trong cơ sở thì có đơn vị này, trong đơn vị thì có giáo viên, ta sẽ có là đấy, các em nhìn thấy chữ nó bé tí đúng không, giờ chúng ta cũng đặt lại cái không cho cái form này, cũng kích cỡ 13 nam đi cho to, chữ to hẳn. Bây giờ chúng ta sẽ viết code cho từng đoạn một. Đầu tiên là hệ thống, chúng ta có thoát này, click loop vào. Ta sẽ có cái function cho cái nút thoát này. Chúng ta viết là gì? Apply Kaizen chấm acid. Chạy thử. Chạy thử cái function đầu tiên của chúng ta, hệ thống này thoát, ok ngon lành, xịn thật nhỉ, xịn đét, sắp bán được phần mềm rồi, sắp có tiền đó. Hơi dài 720 là đẹp à, thôi thầy nghĩ rằng là để 800 nhân 600 thôi, để 20 20 đi. Cái này vẫn chưa xịn đâu, tại vì là khi mà chúng ta thoát nhá, bấm vào đây này, tự nhiên là thoát luôn thì nghe nó hơi hụt hẫng, em thấy hụt hẫng không đấy, chúng ta chia tay đi thấy hụt hẫng lắm. Và nên có một cái gì đấy để đỡ hụt hẫng, chúng ta sẽ làm như sau này, chúng ta nên có một cái gọi là mềm mại hơn là hỏi đúng không, là anh chị bạn có muốn thoát không đó, có thì em có muốn chia tay không à, không đó. Chúng ta nên hỏi như thế đó, ta viết thêm một dòng nữa, chúng ta sẽ tạo ra một cái dialog nhá, dialog thuộc với hội thoại đấy, DR đi bằng message box chấm sâu. Rồi chúng ta sẽ xem có những cái điều gì ở này. Bây giờ chúng ta sẽ ghi là gì, bạn có muốn phát, bạn muốn, em có muốn chia tay không đấy đúng không, chú ý cái này chúng ta sẽ ghi là
Sinh cấp tình này, sinh tích này. Nó sẽ bot bút tình. Chấm yết nâu. Thêm cái icon nữa đi. Icon. Chấm question. Yeah. Ít bắt đầu dùng một tí gọi là cấu trúc dữ liệu giải thuật đúng không, gọi là thuật toán nghe nó to quá nhưng mà ra có mỗi câu ít ít đúng không? DR bằng dialog pizza chấm yes nha. Viết một dòng này thôi nha, nhìn nó cũng hoành tráng hẳn. Rồi, bấm vào. Đấy, nhìn đẹp hẳn đúng không? Không, em không muốn chia tay. Ai có, rồi. Đấy. Rồi, tiếp tục. Chúng ta sẽ có cơ sở này, ví dụ ta bấm vào cơ sở này. Đấy, lúc này tiền tố bắt đầu quan trọng này, nó có chữ form nhá, em nhìn thấy một loạt đây là form đúng không? Nhưng form gì? Form cờ không thể hiện ra, viết sai à? À đấy, form cơ sở này đó. F bằng new form cơ sở, fgh thì cũng được nhá, cơ bản đây là mình thích F thì mình điền chữ F thôi đúng không? Và bắt đầu hỏi bố mày là ai, f chấm m cái parent này, parent chả là bố à đúng không, bố mày là ai, bằng có ai nhỉ, cái bố mày đây chứ ai nữa, git rồi bắt đầu là f chấm sau chưa hiện ra, chạy thử luôn nhá, úi rồi xịn thế, vừa chưa động vào đấy hiện ra rồi. À, sờ vào thì không động vào đâu nhưng mà ấn vào thì hiện ra. Để như này thì nghe chừng không hợp lý lắm các em nhỉ, không hợp lý lắm nhỉ, để chỗ này không hợp lý lắm đâu, không hợp lý nhỉ, như vậy là để như này không hợp lý các em nhé. Cái này chúng ta nên đặt là ở đây, chúng ta nên xóa cái này đi, xóa đi thì nó sẽ lỗi, à không lỗi luôn. Đây chúng ta có để là thông tin đi, cơ sở này, đơn vị này, viên. Tên đây đó. Thấy cái này nó xấu, nó xóa đi, nhưng xóa đi chương trình sẽ lỗi nhá. À không lỗi luôn. Ok. Bắt đầu này. Đấy. Thờ vào thì không giao cả, nhưng mà kích vào thì nó hiện lên đúng không? Đơn vị giáo viên cũng thế, chúng ta phải kích vào. Ok này, bây giờ tiếp tục với đơn tương tự với đơn vị và giáo viên nhá. Kích đúp vào này. Đúng không? Form đơn vị này, f bằng new form đơn vị. Đó. Cái này giống rồi, đã làm được một lần thì lần sau thì cứ thế mà làm, không bao giờ sai được. À, form giáo viên ép vào gì? Form giáo viên. Cái việc mà dạy môn này thì qua rất là nhiều lần họp, có dạy gì nhỉ? Có dạy console không? Đúng không? Có dạy các cái kiến thức cơ bản như là
như là gì nhỉ, biến hàng kiểu dữ liệu không, nó có dạy lập trình hướng đối tượng không. Đấy. Thì người ta bảo là à, lập trình cấu trúc cơ bản thì nằm trong lập trình C rồi, lập trình đối tượng này có môn riêng đúng không? Môn này chỉ ứng dụng thôi. Đấy. Ứng dụng. Và chúng ta sẽ phải cố gắng là các cái cơ bản ta phải cố gắng tìm hiểu. Và thầy có một chuỗi video về các cái đấy rồi, các em cố gắng xem nhá. Đấy, không có thời gian để ngồi mân mê những cái đấy đâu. Để môn này nó có ý nghĩa hơn chúng ta học luôn. Cơ sở đơn vị này. À, không lỗi gì cả, nó hay nhỉ. Đơn vị này, giáo viên này. Okay. Rồi bây giờ ta sẽ thiết kế từng cái form này một nhá. Đầu tiên là form cơ sở này. Yeah. Form cơ sở chúng ta sẽ đặt vào đây là một cái table. Table đâu? Ở đây là menu mà nhỉ? Container này có table chứ. Đây. Sao nó bé này nhỉ? Bé quá. Nó sẽ kéo nó lên một chút. Đây, may quá nó to rồi. Có cái gì mà nó lại tăng được kích thước lên nhỉ? Chọn đốc là pin nhá. Ta sẽ kích chuột phải chọn edit row column này. Ta sẽ tạo ra ba cột. Ba cột của đầu tiên là 15%. Cột thứ ba cũng là 15%. Cột ở giữa to nhất chúng ta để là 70. Tổng là 100% là được nhá. Thực ra chỗ này mà chúng ta không cộng lại thì nó cũng tự cộng cho chúng ta, tự dàn cho chúng ta đủ 100%. Row. Đấy. Row thì chúng ta cứ add đi, add thoải mái đi. Sau đó chúng ta xóa sau. Tất cả chúng ta để là 30 nhá. Ok. Đấy. Như vậy chúng ta sẽ có một cái lưới để chúng ta thiết kế nó pro và đẹp hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đặt. Các cái tech. Checkbox mã này, tên này, địa chỉ này, có làm ghi chú không? Chả cần ghi chú cũng được, thôi không làm ghi chú nhá, mã tên địa chỉ đâu, ghi chú là một cái bảng tạm và cái cột tạm. Đây là tên cơ sở này, mã này, tên này, liên hệ này, địa chỉ đấy. Dưới này là bốn cái nút này, như vậy là thừa một cái gì, thừa một cái dòng, thừa cái dòng này xóa bỏ. Dưới này là ba cái nút nhá, bốn cái nút thêm sửa xóa đấy. Thì chỗ này chúng ta sẽ đặt một cái container, à, quên, đặt một cái table khác. Ừ, container thật, table nó là một con trong container mà. Đặt vào đây. Tại edit này. Chúng ta sẽ cần 4 cột cho 4 nút. Và mỗi cột này sẽ là 25. Được chưa? Ctrl A rồi chọn 25 phát là xong. Rất là tiện. Row 2 không cần. Row 1 100%. Ok. Cái này chúng ta đặt là pin. Pin đâu nhỉ? À, dock đi. Dock là pin. Ok chưa? Kéo ra một chút này. Rồi chúng ta đặt vào đây là 4 nút. 1 2 3 4. Ơ, nút 3 ở đâu ấy nhỉ? Ở đây nó bé tí ấy.
Chuột đều là nó cứ dính. Chúng ta sẽ đặt đốc là pin to hết luôn. Có điều giấy không ổn lắm nhỉ. Phôn chữ nhỏ. Đấy, tan cho na lên ngồi bấm vào tham chọn hết đi. Oh, to rồi. Tất cả để là pin hết. Đọc là pin hết nhá, đầy hết. Ba level 1 2 2 3 4 này chúng ta đặt Zeke Lyre là Minion Rai. Level 1 thì chúng ta đặt Zeke Lyre là gì? Center. Chưa gì đã thấy đẹp rồi. Ở level 1 chúng ta điền là cơ sở. Level 2 chúng ta điền là mã. Chỗ này thêm dưới 2 chấm vào. Chỗ này chúng ta điền là tên. Chỗ này chúng ta điền là địa chỉ. Liên hệ đi. Bây giờ cần cái địa chỉ đâu, thời kỳ Covid này thì ta không đến tận nơi đâu, ta chỉ gọi điện thôi. Có email và số điện thoại là được. Và đối với cơ sở chỗ chữ này chúng ta đặt, đặt to lên một chút. Chúng ta đặt, sẽ đặt là 15 nhá. 15 và in đậm. Đó, nhìn đẹp. Button. Button chúng ta đặt là thêm này. Và chúng ta cũng đặt tag cho mọi người biết là nút thêm. Đó. Button 2 là nút sửa. Và chúng ta cũng đặt tên, đặt tag cho mọi người biết đến nút sửa. Tương tự như thế, đây là nút xóa này. Xóa. Và button 4 này thì làm cái nút dạng cancel là thoát hoặc là hủy hoặc cái gì đấy, chúng ta có để hoặc là lót lại đúng không? Chúng ta để đặt lại đi. Đọc lại form. Đặt lại. Vì đây là một cái form dữ liệu cho nên là chúng ta sẽ nhiều khi chúng ta phải để lót lại giống như nút reset của web ấy. Nhá. Ở dưới này chúng ta sẽ đặt một cái delta view. Chúng ta dùng delta view hoặc lead view tùy. Lead view thì delta view thì nó có nhiều tính năng hơn. Thôi dùng delta view nhá. Chúng ta tạm thời bỏ những cái enable này đi. Bị bé nhỉ. Rồi nên ra cái view này chúng ta đặt có một cái này, chúng ta đặt bên tên đấy là cái view thôi nhá. Đốc là pin này. Column span chúng ta để là 3 để nó tràn ra 3 cột. Chúng ta click vào đây đi, column chọn add. Còn đầu tiên là mã. Đấy, read only add. Cột thứ hai là tên. Tên. Quên mất cái name này chúng ta đừng viết tiếng Việt nhá. Đừng đừng viết có dấu, đừng viết có dấu, đừng có dấu cách. Cái tên này, cái name này nó không khác gì là cái đặt tên biến cả nhá. Cho nên ta phải đặt cho chuẩn. Cột thứ ba là gì nhỉ? Liên hệ. Đấy, dưới này chúng ta mới đặt tiếng Việt này, dưới này là hiển thị không nói gì. Liên hệ. Hello. Rồi, và chúng ta thấy có ba cái này. Rồi, chạy thử luôn. Được chưa? Khá là đẹp. Khá là đẹp, đúng không? Rất kinh.
Bây giờ làm cái gì trước? À, đối với một cái form thì chúng ta sẽ cần làm cái form loop trước. Đấy. Form loop tức là khi mà chúng ta chạy cái form này lên này thì nó có sẽ có cái sự kiện mà nó loop cái dữ liệu. Loop gọi là một cái sự kiện mà nó gì nhỉ? Nó sẽ chạy đầu tiên đấy. Trước khi mà chúng ta làm form loop thì thầy sẽ làm lại. À, thầy sẽ làm cho cái hàng này nó đẹp hơn một chút. Ta vào row này. Từ row 1 đến row 5 thầy sẽ chọn auto size. Ok. Ủa. Sao trông nó lại như thế này? Chúng ta row 5 là chúng ta đã đặt là đặt là 35 nhá. 6 hơi hơi nhỏ. Row 5 này chúng ta để là 50 đi cho nó rộng rãi. Đấy, đẹp không? Rồi trả lại xem thử là đẹp hơn rồi đúng không? Cái chữ này to quá nhỉ, 50 có vẻ hơi to. To quá. Ở năm này thầy nghĩ rằng là để 40 nhỉ. Đẹp không? Rất là vừa vặn. Rất là vừa vặn. Nhập thử chữ vào đây nhá. Đẹp đấy. Ok. Thông thường này mã thì chúng ta ít khi nhập, mà gần như chúng ta ít khi mà gần như chúng ta không nhập mã, mà mã này chúng ta sẽ để tự động nhá. Để tách bóc mã này, tách bóc tên này, để tách bóc liên hệ này. Vì sao phải đặt tên? Tại vì là để trí tí nữa chúng ta sẽ có những cái thử. Rồi, mã này chúng ta đặt là read only nhé. Read only, thậm chí là chúng ta để là enable là phone luôn. Thì chúng ta sẽ không thể nào mà nhập được cái mã này vào đây. Đấy, chúng ta chỉ nhập tên thôi. Đấy. Và đối với những cái dữ liệu gốc ấy, gọi là cái bảng gốc này này, thì chúng ta gần như là mã nó sẽ trùng với tên luôn nhá. Cho nên chúng ta sẽ gõ một cái dòng code như sau này. Chúng ta click loop vào cái text box tên này, này. Đấy. Sau đó chúng ta gõ là text box mã này chấm text. Đấy, thuộc tính text của text box mã lại bằng text box tên chấm text. Điều này sẽ thu được cái gì? Chúng ta cùng xem này. Đây nhá. Đây, khi chúng ta gõ này, ví dụ như là trường cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội, chúng ta sẽ thấy rằng là gì, cái mã này của chúng ta gì đây, nó giống hệt tên luôn đúng không? Dụ như là chúng ta nhập một cơ sở khác mà giống tên giống hệt cơ sở này thì nó sẽ lỗi đúng không? Trong cơ sở dữ liệu. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm cái nút đầu tiên. Làm nút đầu tiên là nút thêm đi. Tôi nhớ là buổi trước cũng dẫn rồi, nhưng thôi dẫn lại cũng được. Ta sẽ cần kết nối đến cơ sở dữ liệu này. Click vào. Nếu mà các em không nhìn thấy data source này, các em vào view chọn author window chọn data source nhá. Click vào này. Chọn new connection. Server name. Chúng ta đang làm trên local.
chúng ta chọn là đây, đây là cái cơ sở dữ liệu chúng ta đây, test connection, ok này, ta copy lại cái chuỗi kết nối này nhá, next này, để cho nó đỡ dài chúng ta sẽ xóa bớt cái đi, chúng ta để chữ connection string thôi. Dataset này ra để mỗi chữ lên dataset thôi, tại vì ra trong cả cả project của mình chỉ có một cái dataset, cho nên là chúng ta dùng một còn nếu mà chúng ta có hai cái thì mới cần hai cái, chúng ta sẽ điền tên vào đây, ví dụ như là dataset giáo viên, dataset sinh viên, vân vân, nhưng thông thường chúng ta có một cái thôi nhá. Chọn table finish, ở đây là sẽ hướng dẫn các em sử dụng cái mô hình là connected model để kết nối cơ sở dữ liệu. Tất nhiên là có cái mô hình khác là disconnected thì nó hiện đại hơn, như lý thuyết thầy đã nói với các em rồi. Và mô hình disconnected cũng là mô hình mà thầy dùng thường xuyên khi mà làm dự án. Đấy. Nhưng mà nếu mà dùng cái phương pháp đấy, dùng cái cách thức đấy trong việc học ấy, thì các em sẽ mất cái khả năng tư duy về dữ liệu. Làm disconnected thì nó hay hơn rất là nhiều và nó nhanh hơn rất là nhiều, nhưng mà các em sẽ mất cái khả năng tư duy về dữ liệu và sau này các em nhiều khi các em sẽ hỏng. Cho nên chúng ta cứ học với mô hình disconnected trước để cho chúng ta nắm được vấn đề nhá. Rồi, quá trình này toàn bộ nhá, toàn bộ nút thêm này thầy sẽ viết, sau đó thì lúc nào mà chúng ta sẽ thấy là chỗ nào mà chúng ta cần lấy nó ra ấy, tức là chỗ nào chúng ta cần cắt đi để đưa ra những phần khác thì chúng ta sẽ nói nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ làm toàn bộ trong nút thêm này nhá, từ kết nối cho đến gì, từ kết nối cho đến là thêm dữ liệu, insert dữ liệu vào đấy. Đầu tiên chúng ta sẽ cần phải khai báo thêm một using, thêm một cái không gian nên ta chấm sql client nhá. Khai báo ra một số biến này gọi là một số thực thể sql connection kết nối, SQL command thực hiện, SQL data reader đọc, nguồn string nguồn, cái này mình viết luôn a còng hai nháy. Vì sao có chữ a còng ở trước thì trong cái phần mà xử lý chuỗi thì đã nói rồi, lên lệnh lệnh thì thôi để lại, có để một cái số nguyên nữa đấy. Đầu tiên là nguồn, hôm nay chúng ta vừa copy đúng không, paste vào đây, bạn nào mà quên copy thì cái này chúng ta sẽ tìm thấy ở đâu, cái chuỗi này chúng ta tìm thấy ở đâu, các em cùng xem này, các em vào trong app config này và các em nhìn thấy connection string đã được lưu này, được chưa, đấy được lưu này đấy nhá. Tiếp tục này, thực ra đối với cách này chúng ta cũng không cần phải add cái dataset vào đâu, chúng ta chỉ cần lấy đúng cái chuỗi để được nhé, chẳng qua là chúng ta add cái dataset này vào để chúng ta lợi dụng nó làm một số cái điều gọi là hay ho. Đầu tiên chúng ta sẽ cần phải mở kết nối ra, mở kết nối ra bằng cách như sau, ta cần phải khởi tạo kết nối này, đây đây là chúng ta khi khai báo này là nó chưa được khởi tạo đúng không, nó chỉ là một cái thực thể thôi mà chưa có dữ liệu gì,
Chúng ta bắt đầu cho nó cất tiếng khóc chào đời bằng new SQL connection và khởi tạo nó với chuỗi kết nối nguồn. Yeah. Đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra cái việc kết nối này. Kết nối chấm test. Đó. Nhá. Kết nối test nó không hiểu và nó phải chuyển sang chuỗi nó mới hiểu được. Chuỗi, được chưa? Chúng ta cùng xem nhá. Cùng xem kết nối chúng ta này. Thông tin cơ sở này. Ấn nút thêm nhá. Kết nối state là gì? Close đúng không? Đang được đóng. Đang được đóng đấy. Nói chung là nó có kết nối thì chúng ta sẽ thấy rằng là được rồi, đúng không? Bây giờ giả sử nhá, các em ghi là cộng với cả cái gì đấy, đúng không? Chúng ta phá cái chuỗi này đi. Ta chạy thử này. Nó lỗi ngay, nó lỗi ngay vì là cái nó sai chuỗi kết nối của chúng ta, nó không còn cái rồi chúng ta kiểm tra thế đâu, kiểm tra là để chúng ta biết được rằng là chúng ta đã kết nối thành công rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ viết cái lệnh lệnh để thêm dữ liệu. Lệnh bằng a còng nháy nháy, được chưa? Lệnh thì chúng ta viết là insert into cơ sở đấy đúng không, nhưng mà thầy nói chung là không thạo về cái viết này lắm. Đây. Thầy sẽ add một cái query mới này, query builder. Đây là viết sẵn cho mình đây rồi. Copy rồi. Copy nhanh rồi thoát ra không nó biết. Lộ hết cả. Viết vào đây, được chưa? Đây là thầy làm như thế nhưng các em phải tự viết đấy nhá. Chứ các em đừng có làm như thầy nhá. Còn mà các em làm như thầy thì cũng đừng nói cho thầy biết. Chưa? Cái này là các em phải viết chứ nhỉ. Thầy không bao giờ thầy viết về cái này, tại vì sao? Tại vì là thầy viết nó không chuẩn, không đúng. Các em viết thì nó đúng, tại vì là các em được học môn cơ sở dữ liệu. Thầy có được học đâu. Các em vẫn đang học mà, đúng không? Ừ, xong rồi, đấy, thầy còn chưa học môn đấy, chưa qua môn, vẫn đang nợ. Chưa đi đăng ký học lại đây. À, bây giờ đến gì? Thực hiện. À. Thực hiện bằng new. Đấy cũng giống này thôi. Nó là khởi tạo. SQL command. Và chúng ta sẽ khởi tạo cái thực hiện này với hai vấn đề. Đó là string command text. Đó chính là lệnh này. Lệnh truy vấn đấy. Và kết nối. Tất nhiên là các em paste thẳng cái này vào. Paste thẳng cái này vào đây. Đúng không? Hay là paste thẳng cái này vào trong này. Nó không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà các em nhìn thấy trông nó kinh khủng lắm. Trông nó sợ lắm. Đúng không? Thế tốt nhất là chúng ta nên để rời ra. Rồi. Tiếp theo là để có một cái chỗ để thực hiện. Để thực hiện cái công việc này. Hiện công việc này. Nhá. Thì chúng ta đầu tiên ta cần phải mở kết nối. Đó. Kết nối chấm open. Nếu các em không mở kết nối mà các em thực hiện việc thêm là nó sẽ lỗi ngay. Và các em nên viết thêm luôn là kết nối chấm close. Cái quá trình thêm sẽ diễn ra, quá trình mà thêm dữ liệu ấy
thêm dữ liệu này, đọc dữ liệu này, sửa dữ liệu hay xóa dữ liệu, nó đều diễn ra ở trong cái khoảng không gian kết nối cho mỗi quần và cái nối cloud này hết nhá, đừng quên nhá. Còn các em bảo vì sao phải có thì các em có thể là bỏ đi được, xong rồi chúng ta chạy thử xem nó vấn đề xảy ra nhá. Rồi để thực hiện được thêm, các em viết như sau này, các em viết thực hiện chấm SQL non-query. Đó. Với SQL non-query này nó sẽ thực hiện các cái câu truy vấn dạng là insert này, update này, delete nhá. Còn câu truy vấn là dạng là select ấy, thì nó sẽ phải sử dụng một cái câu truy sẽ phải sử dụng là SQL reader nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy thử nhá. Thông tin này, cơ sở này. Đã gõ vào đây là trường cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội. Đấy, liên hệ số 9. À, các em biết số điện thoại không? Lê Thanh Nghị. 0901727 727291 đúng không? Và viết số của mình vào đúng không? Thêm vào. Lỗi. Đấy. Lỗi vì sao? Vì chúng ta gì đây? Chúng ta chưa có chuyển một cái tham số nào vào trong gì? Trong cơ sở dữ liệu cả, đúng không? Để chuyển tham số cho các cái đầu đầu A còng này này, các cái câu truy vấn này này, thì chúng ta cần phải gì? Là như sau, chúng ta sẽ phải có các tham số, đúng không? Thực hiện chấm parameter, đấy đó chính là cái mà thuộc tính tham số chấm s, được chưa? Nháy nháy. Chúng ta sẽ cần là 1 này, 2 này, 3 này, 4 và 5. Form ta có bao nhiêu nhỉ? Chỗ này đang không có địa chỉ cơ, đúng không? Có lẽ là ta phải thêm một cái cột nữa và thêm một hàng nữa. Thêm một hàng nữa. Hôm nay chúng ta để pin rồi, đâm ra là bây giờ chúng ta phải bỏ pin đi với chúng ta mới gắp được ra. À không, chúng ta không cần. Chúng ta chọn lại thuộc tính thôi. Để ở đâu 5 đúng không? Để ở đâu 6. Đặt xuống thôi. Đó. Chỗ này biết cần thêm à. Chỗ này sẽ là table layout panel 2 này. Chỗ này đang là row row mấy đây? Row 4 về rồi đặt ở row 5. Sẽ xuống này, kéo này, đây và sẽ cần thêm một cái nữa, địa chỉ. Cần một cái label nữa. Tương tự như lúc nãy thì đốc là bao nhiêu? Đốc là máy, đốc là pin. Và đây là địa chỉ. Đặt thêm vào ra đẹp. Rồi. Chúng ta đặt đốc pin. Rồi đẹp không? Ở đây là text box địa chỉ. Ok. Chỉ nhá. Hơi sơ suất một tí đúng không? Chạy thử này. No. Argument xin tất nhiên là chưa chạy thử được. Mã tên địa chỉ liên hệ ghi chú. Như vậy là 1 2 3 4 5. Chúng ta cần phải đếm là chúng ta có 5 cái parameter cần add. 4 cái đâu. 5 cái.
A cộng. Đây là mã này, tên này, địa chỉ này, liên hệ này, cư trú. À, cái sau dấu phẩy này sẽ là SQL DB type, cái trên nữa ở cái dưới nhá, cái chữ S to này. Đầu tiên là mã nó sẽ là gì? N va cha chưa? Vậy như tất cả N va cha các em nhỉ? Tất cả N va cha hết đúng không? Đây. Rồi bây giờ đến giá trị. Thực hiện chấm parameter chấm value bằng chúng ta cũng sẽ cần 5 dòng này nữa. Đây cũng hai đầu nháy này, quên mất đấy, hai đầu nháy và thêm a còng. Cái gì giống nhau thì chúng ta cứ copy trước đi. Đây là mã này. Thực ra chỗ này các em điền từ 0 đến 5 cũng được nhá, nhưng mà giống như là trong mảng ấy, nhưng mà điền như thế này ấy, thì có cái lợi là chúng ta đỡ nhầm, đỡ phải đếm để đây là số mấy nhưng mà lại phải suy nghĩ xem đây là cái gì. Ví dụ cái đây các em điền là từ 0 đến 5 nhá, parameter 0 này, 1 này, 2, 3, 4, 5 thì các em lại nghĩ là ô 0 là cái gì nhỉ? À, xong lại nhìn lên trên ô 0 là mã à? Xong rồi cái đầu tiên này thì dễ rồi. Nhưng mà đến cái tầm cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư này ạ. Ô parameter 4 là cái gì nhỉ? Dò mãi không ra đúng không? Cái nào mà tầm khoảng mười mấy cái dòng này thì thôi đúng không? Không biết được là cái gì luôn. Thì tốt nhất là các em điền chính xác tên như này nhá. Đầu tiên mã dễ rồi đúng không? Đó là text box. Thế bóc mã đó chuẩn text tên cũng thế, text box tên chấm text địa chỉ text box chỉ chấm text text box liên hệ chấm text ghi chú có hai cách. Ở đây chúng ta không có text box ghi chú đúng không? Chúng ta có thể điền là dấu nháy như thế này, đúng không? Là một cái gì? Là một cái chuỗi gọi là chuỗi trống. Đấy, vườn không nhà trống ấy, đúng không? Chúng ta có nhà nhưng mà chúng ta không có đồ đạc gì ở trong cả, gọi là trống. Cách thứ hai là ta điền là null. Null có nghĩa là rỗng. Rỗng tức là còn không có cả nhà luôn. Không có gì cả. Chúng ta để ở đâu null mà đúng không? Rồi bây giờ chúng ta chạy thử nhá, xem thử nó có lỗi gì không. Để là trống thì nó hợp lý hơn, nó đỡ lỗi, tại vì là trong trường hợp cơ sở dữ liệu mà nó không có lâu null đấy đúng không, mà chúng ta để null là nó sẽ lỗi. Rồi có thử các cái dữ liệu này, các em nên nhập một cái tên gì đấy mà nó dữ liệu trông nó đẹp nhá, chứ đừng ghi là CS1, CS2 là 123 gì đấy trông nó chán lắm. Nhất là khi mà các em đi thi đi kiểm tra mà các em cứ điền CS1, CS2 và các em điền như vậy thì nó nhanh, nhưng mà đến cái người chấm ấy, người ta sẽ rất là ghét, người ta chấm vào những cái bài mà nhìn dữ liệu nó lởm khổng, người ta nhìn nó ghét lắm. Cơ sở dữ liệu trong nó thật, nó uy tín một chút. Thầy đã từng như thế rồi, thế là thầy nói lại với các em. Thầy đã từng đi thi tay nghề cái ngồi cốt này này, nhưng mà thầy cốt xong, cốt rất nhanh, cốt xong, nhưng mà đến lúc người ta kiểm tra dữ liệu ấy, người ta thấy rằng là toàn là 1, 2, 3, 4, 5,
Và ông biết cái gì đây mà dữ liệu trong chán đời đấy, bảo tôi không biết, em test dữ liệu nên là em không điền. Tức là người ta cảm thấy là mình là coi thường cái cuộc thi này, mặc dù mình làm rất nhanh người ta coi thường và người ta đánh giá không tốt. Một người làm rất lâu, người ta làm hoàn thành rất là lâu chậm, nhưng mà người ta viết rất là tỉ mỉ cái dữ liệu này, người ta sẽ điểm kết quả sẽ cao hơn. Rút kinh nghiệm nhé, liên hệ chúng ta thêm. Ok, vẫn lỗi ra nhìn thấy này, vì nó sắp like. Đây là lỗi gì các em? Không phải lỗi chữ. Đây là kích cỡ. Đấy, về kích cỡ. INT sai. Đấy. Sẽ cần phải có một kích cỡ ở đấy, đúng không? Va chạm 400. Cái này là nơi va chạm 50 này, đúng không? Hai trăm đi. Có thể là chúng ta đã chọn cái kích cỡ này là chưa đúng đâu. À, kiểu dữ liệu này là chưa đúng đâu. Xem còn kiểu dữ liệu nào khác không? Rồi. Để thử nhá. Thêm vẫn lỗi, ghi chú của nó supply có vẻ như là cái ghi chú này chúng ta vẫn phải điền vào đây, không để là null được. Tiếp tục thử này. Gõ to tay luôn. Thứ hai A Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, chấm thêm. Thêm ra không lấy gì luôn. Vì sao lại thế? Chúng ta vào trong này chúng ta xem nào. Select top. Đây. Đấy, đây điều bất ngờ đã xảy ra. Đó. Như vậy là cái ghi chú này chúng ta để ở đâu null, nhưng mà cái value chúng ta vẫn không không cho phép null. Cái value, cái parameter người ta là không cho phép null. Tại vì sao? Bây giờ cái parameter mà chúng ta muốn null ấy thì chúng ta phải làm như này này.
Như vậy là mấy cái này không cần đâu, mấy này không cần đâu. Như vậy là nguyên nhân là không phải do mấy cái này, này không cần. Nguyên nhân là không phải cái này đâu nhá. Nếu chúng ta muốn alone cái này này, ta bỏ cái này đi này, đây là cái thứ nhất này. Cái thứ hai, cái chú chúng ta sẽ để ở đây là luôn nhá, thì sẽ được thôi. Đây chúng ta chạy lại nhá, đây chỗ này chúng ta cũng bỏ đi này, chúng ta để bỏ đi nhưng mà chúng ta đừng xóa đi, chúng ta để lại để chúng ta biết rằng là chúng ta đã từng như thế. Rồi anh đã từng trải qua đấy. Rồi trường đại học bách khoa liên hệ địa chỉ, thôi bấm vào đây thêm này, không thấy gì cả đúng không, bây giờ lại bấm vào đây. Ok đúng không, mã trùng với tên và đây là nun cái gì này này. Đấy. Như vậy là chúng ta vừa trải qua những pha xử lý rất là cồng kềnh nhỉ, xử lý lỗi gọi là vòng quanh. Rồi bây giờ chúng ta cần phải xem trong cái delta view của chúng ta ấy, nó có dữ liệu đúng không, bây giờ chúng ta phải viết một cái điều gì đó để chúng ta lót dữ liệu vào delta view. Thì khi lót dữ liệu delta view thì thông thường chúng ta sẽ xử lý với cả một cái sự kiện là sự kiện form lót. Khi mà form hiện lên thì các em click vào, cái gì form lót đâu rồi, design mới design này. Tắt vào. Các em phải kích vào form load nhá, đừng có kích vào đây nhá, kích vào đây thì nó là gì, table level panel này, các em phải kích vào trên này này, trên này tiêu đề này, thanh tiêu đề thì các em mới nhìn thấy cái property của form cơ sở này, và làm nào để có sự kiện form load thì các em bấm vào trong cái tia set này này. Đấy, đây gọi là event đấy, và các em nhìn thấy cái sự kiện form load đây, em click đúp vào đây đúng không, đấy thì form cơ sở load đây, đây sự kiện này. Và cách khác thì đơn giản hơn là các em kích thẳng vào luôn vào đây nhá. Thực ra thì đúng ra thì thầy sẽ bảo các em kích vào luôn vào đây, nhưng mà thầy vẫn bắt các em mở cái này lên, tại vì sao, tại vì là sẽ có nhiều cái xử lý mà chúng ta cần phải dò các cái sự kiện như này này. Ví dụ như là thầy rất là hay sử dụng một cái sự kiện đó là ngược của form load đấy, đó là form close hoặc là form closing, nó sẽ có những cái xử lý rất là hay trong này. Giống như kiểu là em cứ đi đi nhưng mà anh vẫn có để lại một cái gì đấy, em không thoát được đâu. Rồi trở lại với form load, chúng ta nhìn thì chúng ta thấy rằng là toàn bộ quá trình mà form load ấy, nó sẽ có những cái quy trình nó giống hệt như cái phần là nút thêm này này đúng không, như là kết nối này đấy, như là lệnh này, như là thực hiện này, và cũng giống như là xử lý ở trong kết nối open và kết nối close này, nó sẽ giống nhá, nó sẽ giống, và chúng ta cùng làm này, nó cũng giống hệt như vậy. Đầu tiên là kết nối này, thứ hai là lệnh này đấy, thứ ba là thực hiện này, vẫn giống như thế. Thứ tư là kết nối open và kết nối close, vẫn giống như thế. Nhưng mà lệnh này thì nó sẽ khác, lệnh này nó sẽ là lệnh select chứ không phải là insert đúng không, nó cần thể hiển thị dữ liệu mà. Chúng ta cùng vào trong form cơ sở nhá, add cái query này, nhiều ông đang lẩm bẩm trong đầu ấy, đúng là ông này ngu thật.
Có mỗi cái select này cũng phải đi copy. Nhá. À. Vì tôi rất là sợ viết câu chi vấn, câu chi vấn này viết khó lắm. Sao không có ông lẩm bẩm vào? Ôi có mỗi select sao của ROM cũng đi copy. Nhỉ. Đang 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 lẩm bẩm như vậy đấy, đúng không? Không, tôi chắc chắn là sẽ có người nghĩ như thế. Đây, đây là thầy sẽ biết ở đây là gì. Đây, bây giờ mới là đến đến cái này bây giờ bắt đầu dùng này. SQL Data Reader này, đọc này. Đây là một cái thực thể mà có thể chứa được các cái dữ liệu các em nhá. Có thể chứa được cái dữ liệu của các câu chi vấn được lấy ra nhá. Đọc này. Bằng. Nó sẽ lấy được cái dữ liệu mà câu truy vấn này nó lấy ra. SQL Reader nhá, thực hiện Reader đấy. Và nó đọc như nào? Nó đọc như nào? Nó sẽ đọc lần lượt các cái cột này. Và nó sẽ trả về theo các cái dòng. Và cái quá trình đọc của nó sẽ nằm ở trong một cái vòng lặp while. Nhá. Và là while này. Trong khi chấm read thì nó sẽ thực hiện cái việc đọc này. Và mỗi lần đọc nó sẽ đọc một dòng dữ liệu. Và sau khi mà đọc xong ấy thì nó sẽ gì? Nó sẽ đẩy ra gì? Đẩy ra đâu đấy, đúng không? Chúng ta sẽ thử với message box chấm sâu là dễ nhất. Bây giờ thầy sẽ đọc. Bắt đầu từ 0 nhá. Từ 0 này. Cộng này. 1 nhá. Đấy. Ví dụ như này nhá. Vẫn lỗi. Object and object. Không để cộng object với object được. String chuyển sang chuỗi luôn. Hàm gọi là đây gọi là hàm to string thần thánh đúng không? Chuyển đổi tất cả các loại thành chuỗi hết. Ở đây trên cùng một dòng cho nên chúng ta sẽ xuống dòng bằng cách là sử dụng gì? Giống cho lập trình C chúng ta có suộc n. N cũng là thần thánh nốt rồi chạy thử này. Ta cùng xem này. Cơ sở này. Đấy. Trường cao đẳng này với con ở trường cao đẳng với con Hà Nội. Ok này. Với khoa với khoa. Như vậy là đọc 0 với đọc 1 giống nhau. Vì sao? Vì là mã và tên là giống nhau, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thử thêm một cái nữa cho vui nhá. Thôi giống nhau rồi thôi chúng ta đặt là 1 với 2 đi. 1 với 2 đi. Cho nó khác. Ta nhìn thấy nhá. Một phát này. Hai phát này, đúng không? Bây giờ cái quá trình này, quá trình nó lặp này, các em thấy là mỗi lần là nó read nó lặp lại một lần đúng không? Thì chúng ta mỗi lần như vậy chúng ta sẽ đưa đưa nó vào trong nào? Đưa nó vào trong Delta View này. Được chưa? Đưa vào trong Delta View nhá. Chúng ta sẽ viết như sau này. Delta View, hôm nay chúng ta xóa số 1 rồi. Chấm. Row. Đầu tiên chúng ta phải add đã. Add một cái hàng mới đã. Nhá. Sau đó cái hàng đấy chứa cái gì? Đấy. Sau đó hàng đấy chứa cái gì? Chúng ta sẽ viết như sau này. Delta View này.
À, bây giờ chúng ta muốn kiểm soát được cái số lượng hàng ấy thì chúng ta cần phải có một cái biến lúc nãy xảy ra biết ở đây là y rồi đúng không? Chúng ta chưa dùng nó nên là đánh dấu màu xanh này này, nó nói với mình là gì, là chưa bao giờ dùng đúng không, never use, chưa bao giờ dùng. Đây chúng ta sẽ đặt là y bằng 0 chấm row y đấy. Chấm cell cell không value bằng đọc không nhá, và đây chúng ta sẽ biết là y cộng cộng tăng lên. Đấy, giả sử như vòng lặp đầu tiên thì y nó sẽ bằng không, vòng lặp thứ hai thì sẽ y sẽ bằng một, và chúng ta sẽ add dần dần đúng không, mỗi lần add thêm một dòng ta lại ấn thêm dữ liệu vào đúng không, và Delta View thì nó quản lý theo các cái cell đấy, cell và dòng nhá, trên một dòng sẽ có nhiều cell nhá, ví dụ như là đây sẽ có 3 cell này đúng không, ví dụ như đâu không sẽ có một cell, hai cell, ba cell đúng không, gọi là cell không, cell một, cell hai, thì đây là cell không nhá, để thử nhá, công ty này, cơ sở đấy, chúng ta thấy đúng không, hai cái này được đưa vào đúng không. Bây giờ chúng ta sẽ đưa vào tên nhá, đưa vào tên và liên hệ nhá, cái này biết chính xác rồi, chúng ta copy thôi. Như vậy là tên sẽ là một, liên hệ sẽ là hai, đốc cũng thế, đây là một và đốc hai, chạy này. Ta viết chính xác một lần rồi thì nó dễ lắm đúng không? Đấy, các em nhìn thấy này, tên và liên hệ này đúng không? Cái ông trường này thì ta chưa viết liên hệ cho nên là chưa có, ông này thì có rồi. Ông mã này chúng ta không cần xem được, thì ông mã này là gì, ông mã này là giống tên đúng không? Nên là kệ để đây. Như vậy giờ chúng ta thấy rằng là ở đây ấy, thì khi mà form loop ấy thì cái kết nối này này nó được khởi tạo lên này, cho nên là cái kết nối này nó cũng sẽ không cần đúng không, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, là sau khi mà chúng ta thêm ấy thì chúng ta cũng muốn là gì, chúng ta cũng muốn là cái dữ liệu nó hiển thị lại luôn, cho nên chúng ta sẽ đưa đưa toàn bộ cái việc mà xem dữ liệu này ra một cái hàm để chúng ta dùng chung cho cả form loop lẫn nút thêm nhá, nên chúng ta sẽ viết ra một cái hàm riêng void hiện, ta sẽ viết ra một cái hàm riêng nhá, cắt nó ra. Thì đây toàn bộ cái việc mà thực hiện là đọc dữ liệu này, còn form loop thì chúng ta thực hiện là việc khởi tạo cái kết nối này, thấy chưa, hoặc là làm một cái gì đấy, và đây chúng ta gọi là hàm hiện ra này. Đấy, đây chúng ta sau khi chúng ta thêm xong chúng ta cũng gọi hàm hiện ra. Đấy, bắt đầu thấy ý nghĩa rồi đúng không, đấy, form loop hiện ra này, sau khi thêm hiện ra này, và hàm hiện nó ở đây, ra cùng xem nhé. Đây hiện ra rồi đúng không, bây giờ chúng ta sẽ thêm với cơ sở mới nhá, là trường London, Trung Đông đúng ở đây, ok chưa, một phát ra luôn đúng không, trông rất là uy tín nhỉ. À, có hai cái thằng trống ở dưới này nhỉ. Rồi.
này làm gì có gì trống nhỉ, thầy sao không có gì trống như này cả. Rồi bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ làm nước sửa nhá. Nước sửa thì phải nói nào nhỉ, nó giống hệt nước thêm luôn, giống hệt luôn. Em copy lại đâu đấy, các em thấy rằng là khi mà chúng ta đã làm chính xác một lần rồi ấy, thì lần sau nó đơn giản lắm, rất là đơn giản. Và nước sửa thì nó không phải insert mà nó sẽ là gì, update đúng không, nó sẽ là update. Ra cùng xem này, quay lại phong cơ sở nhá, query này, next này, update, ra build lại cái nút này, build lại cái cổng code này. Như vậy là code đã viết khá là chính xác rồi đúng không, nhìn qua đã biết đúng rồi. Ta copy, thực ra thì mình đã không biết viết thì làm sao biết là người ta có chính xác hay không đúng không. Và tin tưởng thì chuyển khoản trước thôi. Chọn là lui vào để update cơ sở. Rồi ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta có đến bao nhiêu cái parameter nhỉ, cái ghi chú này chúng ta vẫn để ở null nhá, không chơi với cái ghi chú nhá. Không chơi với ghi chú. Có update mã không? Update cả mã luôn, tại vì khi chúng ta update tên thì mã thay đổi theo nhỉ. Update cả mã luôn. Đấy. Ok, như vậy là chúng ta sẽ thiếu một cái gì? Thiếu một cái original mã này, tức là cái mã trước đúng không? Rồi, chúng ta sẽ copy thêm một cái dòng nữa. Đấy, và đây chính là original. Đó. Và chúng ta cũng thiếu một dòng ở dưới này. Và nó cũng là original mã này. Chưa? Như thầy nói lúc nãy thì việc thêm sửa hay xóa thì nó cũng đều là SQL năng query cả, nó giống như thế đúng không. Và ta kiểm tra lại này, mã thì vẫn là text box mã này, tên này, địa chỉ vẫn thế này, liên hệ cũng thế này. Vậy origin mã thì nó là cái gì, thì giờ chúng ta phải tưởng tượng lại cái thao tác của chúng ta, tưởng tượng lại cái thao tác của mình. Các em cùng xem này, khi mà các em cần sửa cái gì đúng không, thì các em sẽ chọn cái đó, ví dụ như là trường Hà Nội chẳng hạn, chúng ta sẽ chọn đúng không, và sau đó chúng ta sẽ sửa lại cái thông tin theo tên cái box này đúng không, sau đó nước sửa để nó cập nhật vào trong cơ sở dữ liệu đúng không. Đấy là quy trình của mình đúng không. Vậy thì đầu tiên ơi, ở đây hai từ à, quên mất. Cứ hít đi. Đầu tiên là khi mà chúng ta kích vào đây này, kích vào đây này đúng không, kích vào đây này thì cái mã nó phải được gì, mã nó phải được đưa vào trong cái chỗ này này đúng không. Vậy thì chúng ta cần phải có một cái sự kiện, đó là gì, khi chúng ta kích vào đây đúng không, và nhanh nhất là chúng ta cứ đúp thẳng vào trong cái view này được chưa. Đấy. Và chúng ta sẽ viết là gì, textbox mã chấm text bằng gì, enter view chấm full row. Vườn rau là cái đây là cách view mà chúng ta đang lựa chọn nhá. Chấm cell. Cell chính là cái cột mà chúng ta đang mong muốn lấy dữ liệu. Value là giá trị và to sinh là chuyển sang chuỗi. Rồi, mã chính là cell 0. Chúng ta cùng xem nhá.
thông tin này. Được. Đấy. Các em thấy rằng là mã được chuyển lên đây, đúng không? Đấy. Đấy, mã chuyển lên đây đúng không? Tương tự như thế với tên và liên hệ. Tên, textbox tên này. Phần text bằng liên hệ textbox bằng ghi chú không cần. Chúng ta sẽ copy lại cái dòng này vì chúng ta viết đúng rồi. Paste vào. Và đây là gì? 1 và 2. Chúng ta cùng xem này. Alo. À, thì em cứ đến thôi nhá, cứ đến thôi thầy bảo không. Đấy, các em cùng nhìn này, đúng không? Như vậy khi chúng ta kích vào như này là chúng ta đã lựa chọn được dữ liệu đưa đưa lên trên, đúng không? Và sau đó chúng ta sẽ sửa thôi. Nhưng bây giờ trước khi sửa ấy, chúng ta cần phải gì? Cần phải điều chỉnh lại cái origin là mã này, đúng không? Tức là mã trước đó. Tức là chúng ta cái nó cần sửa là cái chúng ta chọn ở trong Delta View ấy, đúng không? Và đấy chính là cái mã chúng ta lựa chọn trong cái Delta View để sửa ấy. Thì đây chính là cái dòng này. Được chưa? Nhá. Chính là cái dòng này. Đấy chưa? Sao nó lại dài như này? À, do mình xóa này đi này. Rồi. Bây giờ tôi có một câu hỏi như này. Là tại sao nhá, tại sao cái chỗ ID là mã ấy, chúng ta không điền là mã chấm textbox, tại vì nó giống hệt ở dưới này mà. Chúng ta chọn đây nó cũng là ra cái mã, đúng không? Đúng không? Và nó cũng ra cái mã ở trên này, nó cũng giống hệt ở dưới này. Vậy thì tại sao cái chỗ này chúng ta không điền là mã chấm textbox? Thế điền mã chấm textbox ở đây có được không? Chắc là được à? Đây. Đó. Cái này chúng ta điền là textbox mã có được không? Tại vì nó cũng giống hệt là shell không mà. Đúng không? Đúng không? Về mặt giá trị nó giống hệt. Nhưng tại sao chúng ta lại không điền? Chạy thử đi. Không phải chạy thử, chúng ta phải cần phải tư duy, làm cái này chúng ta phải tư duy. Đây là cái form gốc và là form đơn giản nhất, dễ nhất rồi. Chúng ta phải tư duy từ đấy, chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ làm được tất cả các phần còn lại. Được chưa? Tất cả các cái khác nó đều là sinh ra từ đây cả. Bây giờ chúng ta cần phải hiểu là cái sự kiện, cái hành động nó xảy ra như thế nào. Đấy. Thì các em phải hiểu là khi chúng ta chọn, đúng không? Đây là mã nhá, tôi phải kéo bạn ra này. Khi chúng ta chọn một mã để sửa này, chưa? Đúng không? Thì cái mã đấy là duy nhất, đúng không? Mã đấy là duy nhất và sửa nó, đúng không? Và sửa nó. Đây, chọn mã để sửa nhá. Và mã đấy nó cũng giống hệt cái mã textbox này, đúng không? Đúng không? Nhưng là nếu chúng ta chọn là textbox mã chấm text ấy, mặc dù lúc đầu chúng ta nhìn thấy là nó giống hệt, nhưng khi chúng ta viết vào đây, tôi viết ở đây là số 2 chẳng hạn, thì cái mã này nó thay đổi này. Đúng không? Và lúc đấy thì cái việc mà nó tìm trong cơ sở dữ liệu, đấy, tìm trong cơ sở dữ liệu ấy, một cái mã tương tự như mã này, nó có không? Cái mã thường cao đẳng nghề Hà Nội 2 này này, có trong cơ sở dữ liệu không? Có không? Thì chúng ta thấy rằng là
nó sửa theo điều kiện là gì? Cái mã đấy bằng original mã này đúng không? Tức là cái mã đấy phải có trong cơ sở dữ liệu đúng không? Và một cái mã duy nhất là đấy. Còn nếu chúng ta để là textbox chấm text ấy, textbox mã chấm text này, thì sao khi chúng ta thay đổi một chút thôi thì nó đã không có cái mã đấy trong cơ sở dữ liệu rồi và nó sẽ không sửa nữa. Nhưng cái điều mà nguy hiểm hơn nhá, cái điều trước đấy thì chúng ta thấy rằng là nó không có thì không nói làm gì rồi, nhưng điều nguy hiểm hơn là gì? Nó có một cái mã ở đấy mà chúng ta bấm đúng cái mã đấy vào trong textbox mà chúng ta ấn nút sửa thì chúng ta sẽ sửa làm hỏng mất cái dữ liệu đúng không, quan trọng chẳng hạn đúng không, ví dụ dữ liệu đó là 1 tỷ chẳng hạn đúng không, tỷ đô đã sửa thành 2 tỷ thì nó là vấn đề đúng không, cho nên là nó khá là nguy hiểm đấy nha các em nhá. Cho nên là chúng ta cần phải hiểu được cái vấn đề là cái gì là chọn, cái gì là sửa. Chúng ta phải hiểu vấn đề. Được chưa? Đấy, cô đừng sao không nhá. Thì đây chính là cái này, mà cái này chính là cái nó không thay đổi khi ta bấm vào này. Nó cùng xem này. Đây. Và cuối cùng sau khi sửa xong thì nó cũng hiện lên đúng không, như thế này. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem nhá, chúng ta cùng xem chúng ta sẽ sửa một vấn đề gì đấy nhá. Ví dụ như là trường Đại học Bách khoa Hà Nội chưa có liên hệ chẳng hạn, liên hệ nó trống rồi, chúng ta địa chỉ chẳng hạn đúng không, Trần Đại Nghĩa, sửa đấy, các em nhìn thấy đây đúng không, đã hiện ra hiện ra đây hả, sao anh vì sao mà các em lại cứ thấy chỗ này nó cứ hiện lên như thế này đúng không, làm nào để mất đi các cái dòng này này, thì vì cái dòng này là dòng do cái lệnh mà row s nó bấm vào đấy, do cái lệnh row s này này, row s này, row s này này. Vậy thì để chống các cái dòng thừa ấy, để tránh các cái dòng thừa ấy, thì trước khi add nhá, trước khi cái vòng lặp này này, chúng ta sẽ dùng một cái lệnh là thôi biết luôn, tức là các em dễ hiểu đây, cái view này chấm rau này và chấm clear nó đi, lúc đấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ đẹp, lúc nào nó cũng rất là khít, rất là đẹp, nó không bị rộng ra, lúc nào nó cũng khít cũng đẹp luôn. Đây ta sẽ thêm thử một cái đơn cơ sở khác nhá, dân lập Phương Đông này, Bách Khoa này, bây giờ ta sẽ thêm một cái trường đó là trường cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội, thì địa chỉ là gì nhỉ, Thái Thịnh đúng không, Thái Thịnh bao nhiêu Thái Thịnh đấy em không biết, bấm vào chúng ta thấy gì này, Thịnh nhá, lúc nào nó cũng rất là đẹp. Đẹp. Ok. Đấy, như vậy là chưa xong đúng không? Người thầy đang định bảo là như vậy là chúng ta đã làm xong nhưng mà chưa xong. Ta vẫn còn gì? Nước xóa đúng không? Ta làm nước xóa nhá. Nước xóa là nút dễ nhất bây giờ chúng ta mới làm này. Nước xóa. Mọi thứ nó vẫn giống hệt như nước sửa. Như vậy là chúng ta làm được một lần rồi thì mãi mãi chúng ta sẽ làm được thôi. Nhưng nút xóa này thì cái câu lệnh không phải là update mà nó là gì? Delete đúng không? Chọn delete nha. Build lại cho chắc này. Copy. Cái gì mà có người khác làm giỏi rồi thì chúng ta không nên làm, để cái người ta làm. Các em hiểu chưa?
Chúng ta cứ cố gắng và làm những cái điều gì mà người ta làm giỏi rồi. Tất nhiên là tốt thôi, nhưng mà mình phải cố gắng giỏi hơn người ta nhỉ. Đây chúng ta cái lệnh này chúng ta nhìn thấy là nó có đúng một gì? Đúng một cặp parameter thôi. Nên là chúng ta sẽ xóa hết những cái râu ria này đi. Tương tự như là update thì chúng ta cũng gì? Cũng lựa chọn bằng cái này, đúng không? Rồi, SQL là giống hết thôi, giống hết. Như vậy nước mã này làm ở nước xóa này làm khá là nhanh. Cái này xóa bỏ đi này. Để cho đẹp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy thử này. Đây. Giả thử như là thầy vừa thêm thêm một cái trường ở thêm một cái cơ sở, đúng không? Thầy thêm nhầm. Đấy, hoặc là như nào đấy thì xóa bỏ. Xóa, đúng không? Cũng như lúc nãy chúng ta thấy rằng là xóa như này nó hơi hụt hẫng. Hụt hẫng không? Hụt hẫng nhỉ. Nên chúng ta sẽ làm cho nó đỡ hụt hẫng hơn. Đó. Ta lại viết thêm vào đây là gì? Dialog is a DR bằng new bằng message box đằng sau, quên, với new message box đằng sau. Đó. Đầu tiên là chúng ta viết lên tiêu đề, viết lên cái gì mà chúng ta muốn viết. Đó là bạn có muốn xóa xóa cái gì, đúng không? Xóa cái gì? Xóa cơ sở, đúng không? Chính là gì? Text box tên. Đó. Chấm text. Đấy, bạn có muốn xóa cái cơ sở này không, đúng không? Đấy, chỗ này mình viết là chú ý. Đấy, chỗ này chúng ta viết là message box button chấm yes no. Cái này chúng ta sẽ viết là message box icon. Đấy, warning. Đấy. Warning là ghi chú ý. À. Tiếp theo lại cấu trúc dữ liệu giải thuật đây. À, ngay ghê gớm mà dùng một ít thôi. Tiếp theo điên cuồng. Hai. DR bằng dialog visa yes. Cắt này vào đây. Để này thì các em nó đỡ hụt hẫng. Sau khi được lập trình xong thì các em học được một cách chia tay người yêu một cách gọi là nhẹ nhàng, đúng không? Các em đỡ than thở để chúng ta đến với người mới đẹp hơn. Yêu gì yêu lâu đấy để người ta hưởng với nhỉ. Cả hai đều coi như là tốt, cả hai người đều được ý hưởng người khác. Bạn có muốn xóa? Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành à? Chưa, chúng ta vẫn còn cái nút này, đúng không? Nút này để làm gì? Thực ra cái nút này nó đối với cái form này thì nó không quan trọng lắm, nhưng đối với một số form ấy, đối với có một cái form lớn form rộng hoặc là đối với một cái web ấy, thì nó khá là hay, nó có tác dụng như nút reset ấy. Chúng ta sẽ chọn ví dụ như là cơ sở loát này, nó sẽ loát lại cái form của chúng ta này. Được chưa? Tức là nó dùng chung với một sự kiện loát. Vì các em thấy rằng là cái form loát nó chỉ xuất hiện đúng một lần khi mà chúng ta bấm vào, đúng không? Mà bây giờ chúng ta muốn là gọi lại nó một lần thứ hai thì làm thế nào, đúng không? Đối với form này thì các em chưa thấy những cái ưu việt của nó, nhưng mà gì?
Nhưng mà chúng ta đối với những cái form mà lớn hơn, chúng ta sẽ thấy những cái ưu việt của nó khác hẳn. Bây giờ thầy sẽ cho các em xem thử một cái phần mềm này. Về thực ra vừa là xem nhưng mà chúng ta vừa cũng là vừa xem cái nội dung tiếp theo mà chúng ta sẽ làm nhé. Đây là cái phần mềm mà tạo lịch mà thầy đang viết. Chi chít nhỉ. Bên này là chọn lớp này, để chọn được lớp chúng ta phải chọn trường này, chọn khoa này, chọn ngành này, chọn khóa này. Đấy. Lớp mình lớp 1 à? Học kỳ 3 này. Chính xác sáp này, buổi máy này. Thực ra thì lịch này thì đang lập cho nhóm nên mình phải xem trong lịch nhóm. Nhóm thì chúng ta có K12 này, lớp 1 này, nhóm 1 này, thực hành này, kỳ, kỳ 3, kỳ sáp. Như là chưa lên lịch thì phải. Mình nhớ là mình nhập lịch này rồi mà. Chưa lên lên rồi. Chưa lên, chưa lên lịch. Ok lịch nhá. Thử xem thử là chắc chắn là đã lên chưa. Ở đây lịch lớp, mình xem được nhóm. Để xem nhỉ. Nhóm 1 kỳ 3. Đúng là chưa lên thật. Chưa lên, chưa lên. À dữ liệu, quên mất dữ liệu thầy chưa cập nhật. Các bạn phải cập nhật lại. Cập nhật lại cho các em xem. Ở mạng internet thì mới cập nhật được. Ở trong khi chờ cập nhật dữ liệu lại, thầy sẽ cho các em xem cái nội dung tiếp theo mà chúng ta sẽ thực hiện. Đấy. Đó là form đề form cơ sở chúng ta vừa làm nhá, nó giống như này đúng không? Thôi nhưng mà các em đang làm những cái nội dung đầu tiên của một cái dự án đấy đúng không? Và cái tiếp theo mà chúng ta làm này đó chính là đơn vị. Đầu tiên ta sẽ chọn một cái cơ sở và sau đó chúng ta sẽ thêm các cái đơn vị của cơ sở đó vào, như trường mình có khoa công nghệ thông tin này, khoa cơ khí này, khoa điện này, từ viễn thông này đúng không? Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ làm nó giống hệt như thế, đó là các giáo viên, cán bộ giáo viên ở trong cơ sở đó. Chúng ta cũng sẽ chọn một cái cơ sở này, chọn một đơn vị khoa công nghệ thông tin này và trong đó chúng ta sẽ thêm các giáo viên vào. Các em nhìn thấy đây chính là tên các thầy cô đang dạy các em này. Đó. Toàn thạc sĩ hết, có mỗi ông này kỹ sư tốt nhất hội. Và bây giờ thầy sẽ cập nhật lại dữ liệu nhé, để chúng ta xem lịch cái lớp của mình. Chờ chút thầy sẽ cập nhật lại lịch và các em cũng biết cách để chúng ta thấy rằng là chúng ta di chuyển dữ liệu chúng ta như thế nào. Phải đang lưu video thôi, ngày tí chiều để up thôi. Video này hơi dài cho nên là khi các em xem thì có lẽ các em phải tua. Đây, đây là thầy đang tải dữ liệu này từ OneDriver này. Dữ liệu này để cho OneDriver để làm ở máy ở nhà. Đấy, các em thấy rằng là dữ liệu rất là dài, rất nhiều rồi nhưng mà nó cũng chỉ có khoảng 5 MB thôi, không đáng kể đâu. Cho nên là các em đặt
tập dữ liệu đưa cho đến hàng 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 mấy trăm ký tự thì không sợ nó lớn đâu nhá, em cứ làm thoải mái đi, copy vào trong cái vị trí SQL Server này. Đó. Delta này. Thì trước khi mà chúng ta đặt dữ liệu vào trong này, chúng ta sẽ stop cái server lại nhá. Stop cái server ở lại này. Còn nếu không ta ghi nó sẽ lỗi. Trước khi copy ra hoặc là trước khi copy vào, chúng ta phải stop lại cái server nhá. Và sau đó chúng ta paste vào thôi. Paste vào này. Đó. Nhá. Và sau đó chúng ta lại start lại đâu. Start lại, sau đó thì thầy sẽ mở lại cái này lên và chúng ta xem, à, chúng ta là xem lịch trong nhóm nhỉ, ta là lịch nhóm đấy, cái này hôm qua hình như là thầy đưa vào rồi thì ba đấy, ngon chưa, các em đây đúng không? Và thầy đã làm xuất lịch rồi, chúng ta đấy. Thì khi mà in lịch ra các em sẽ nhận được một cái lịch dạng này, các em cầm cái lịch này lên thì nó có vẻ như là nó sẽ trông nó thích hơn là cái lịch các em đang cầm, nó rất là cụ thể, ví dụ như là tuần 13 này, thứ hai này, ngày 3 này, buổi chiều này, học môn này, có hình như là sai sai cái gì nhà sai lại cơ giới nhà phẳng này. Có lẽ là mình đang lọc dữ liệu sai đúng không? Cái này đúng này, nhưng mà cái code thì đang sai. Code đang sai, có lẽ chúng ta phải sửa lại thôi. Ở đây là mình thầy thầy chưa lọc, thầy chưa lọc dữ liệu cho lớp rồi, chưa lọc dữ liệu cho lớp. Thầy chưa lọc dữ liệu cho lớp. Nhóm lớp này. Rồi chúng ta xem phần lập lịch này. Đây. K12 nhóm 1 thực hành thì sắp đi. À thì đó. Thì sắp này. Đó. Các bạn cái màn này nó hơi bé cho nên là chúng ta nhìn hơi bị mệt mỏi. Đó. Đó. Đây lịch nhóm 1 chúng ta có tất cả 4 buổi đây. 4 buổi. Tuần 14 này. Thế là tuần trước nó tối chúng ta thực hành khoảng 2 năm đúng không? Đây tuần này đây. Thứ tư buổi sáng bay 1 ngày thứ tư à? Đúng không? Đây chính xác đấy, đúng không? Thứ 2 đến 6 này, nhóm này. Như vậy là cái phần lọc lịch của thầy đang nhầm, thầy sẽ sửa lại một tí, có khi sửa luôn nhỉ, sửa luôn. Xem lịch thì đúng đúng không, xem lịch thì đúng đây, xem lịch thì đúng rồi đúng không? Đó để xếp cho môn. Đó. Nhưng mà lúc in lịch thì chúng ta bị sai. Rồi chúng ta lọc sai ở cái phần report. Đấy, phần report của thầy này. In lịch. In lịch nhóm lớp này. Thầy rất muốn là dạy đến phần này của các em nhưng mà chắc là sẽ không đủ thời gian. Xem lịch pin ba nhóm, nhóm này đây. Cái phim ba nhóm này có vẻ là sai này.
Mã nhóm à? Không có thành tích vì rồi như vậy cái sai chúng ta ở đây là đang là pin pin theo nhóm này. Tại vì sao? Tại vì nhóm ấy các em nhìn thấy rằng là lớp nào cũng có nhóm 1, 2, 3 đúng không? Cho nên là khi mà chúng ta in theo một cái nhóm ở đấy thì nó sẽ in toàn bộ các cái nhóm 2, 3 đấy đúng không? Như vậy là chúng ta sẽ cần phải lấy ra gì đây? Đây là phải là pin theo mã nhóm đúng không? Chúng ta sẽ phải xin mã nhóm thì nó sẽ chính xác. Đây thì có mã nhóm này đúng không? Thầy đã lấy ra mã nhóm đây rồi, bây giờ phải sửa trong dataset thôi. Thì thầy rất muốn là dạy các em cái phần dataset này nhưng mà chúng ta sẽ không đủ thời gian. Xem lịch phòng, xem lịch nhóm lớp đây rồi. Cái này thì thực ra thì nếu mà thời gian ta cái môn này mà thời gian ta rơi vào tầm khoảng 16 buổi thì chúng ta sẽ học được đến đây. Nhưng đây hiện nay các em chúng ta chỉ có 4 buổi. Đúng rồi. Tập đánh vần thôi, giống như vừa rồi chúng ta đang tập, thế là cố gắng lắm rồi đấy. Thật sự như vừa rồi thầy đang dạy các em là rất là cố gắng rồi, và kể các em học đến đấy là cũng là có cái sự nỗ lực của các em nữa đấy. Đây là pin ba nhóm này đúng không? Đây pin ba nhóm, thầy sẽ sửa lại một chút. Chúng ta sẽ cần cái mã nhóm. Thay vì pin ba nhóm thì chúng ta sẽ điền vào đây là cắt đi này. À, có cần đây là mã nhóm. Mã nhóm là học kỳ. Ok. Nhóm học kỳ nhá. Next. Finish. Quay lại với lịch. Sửa lại một chút. Này là mã nhóm này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ in lại lịch cho chúng ta. Ngành lập trình máy tính này, K12 này, trình máy tính 1 này, K kỳ 3. In. Rồi, chuẩn rồi. Đấy, như vậy là đây là lịch nhóm 1 chúng ta đây. Đó. Có một số môn là chưa lên được lịch hoặc là lên được lịch nhưng bị trùng. Đấy. Mặc dù các em nhận được lịch ví dụ như của cô Phương Thảo rồi này. Đúng không? Nhưng mà khi mà thầy thêm vào đây ấy, thì nó xảy ra vấn đề là nó bị trùng lịch. Cô Thảo này. Trong một thời gian tới mà ví dụ trong kỳ tới chẳng hạn, kỳ tới kỳ kỳ gần đây nhất là kỳ kỳ 4, và ví dụ các em được cầm cái tờ lịch như này thì các em có thích hơn là cầm cái tờ lịch kia, dễ nhìn hơn đúng không? Tức là chúng ta thấy nó cụ thể dễ nhìn thì chưa chắc, tại vì lúc đầu chúng ta thấy nhìn thấy nó nhiều chữ quá. Nhưng mà thầy nghĩ rằng là nếu chúng ta sẽ thấy rằng à chúng ta xác định đây là thứ tư chúng ta có cái này đúng không? Nhìn nó dễ hơn. Phòng này
rất là cụ thể đúng không? Khi chúng ta cứ phải đau đầu chúng ta check thử là đấy là chỗ nào. Rồi nguyên nhân tại sao cô mới đáp phương thảo đây này, cái môn này này, tại sao các em nhìn thấy có đúng một buổi ở đây, hai buổi đấy. Rồi đây là thầy sẽ xem lại cho thống kê nhá, cho môn này. Đây. Và trình thi pháp 4 buổi này, hàm đối tượng 4 buổi đủ rồi này. Accept 3 buổi cũng được rồi này. Lập trình 2 buổi đúng rồi. Đúng rồi chứ nhỉ? Lịch của chúng ta đúng rồi chứ. Chỉ có điều môn này là có 3 buổi thế này. Đúng không? Môn này là đang có 3 buổi thôi. Thực ra là 4 buổi mà môn này là... Nhưng mà lên thầy lên một buổi nó bị trùng lịch với lớp khác. Nên là nó đang lỗi. Đây nhá, thầy sẽ lên lịch cho các em xem nhá, tại sao mà nó bị trùng. Đây là K12 chúng ta này. Kỳ 5 này, kỳ 3 này. Môn Access nhá. Chúng ta nhá. Đúng không? Thì so với cả cái lịch kem 504 đúng không? 504 nhỉ. Bây giờ thầy sẽ xem cái lịch chính xác của ta và lịch mà chúng ta đang được gửi hiện tại. Chỉ người đến một nhá. Đây là lịch chúng ta này. Đúng không? Thì hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access 8 buổi 2 nhóm này, 15, 16, 17A đúng rồi đây. Nhưng mà chúng ta được xếp có 3 buổi thôi. Đó. Sáng thứ ba, sáng thứ năm, 15, 16, 17, sáng thứ ba, sáng thứ năm. À như vậy là như này này, như vậy là mỗi tuần này là học 2 buổi sáng đúng không? Đúng không? Nhưng mỗi mỗi nhóm học một sáng, một nhóm học sáng 3, một nhóm học sáng 5 đó. Thì vì sao lại dùng phần mềm để xếp lịch, thì rất nhiều người bảo là xếp lịch bằng phần mềm với cả xếp lịch bằng tay tức là Excel thì nó có khác gì nhau không, bảo xếp lịch bằng phần mềm mà vẫn nhạt nhạt như này thì khác gì xếp bằng tay nó vẫn chậm. Nhưng vấn đề ấy là khi mà nó bị trùng buổi thì nó sẽ khác. Đấy, nó sẽ khác. Đây nha, ví dụ đâu nhỉ? Đây này. Ví dụ các em học môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật nhá, vào tuần 15 buổi sáng thứ 6 nhá, đúng không? Tuần 15 buổi sáng thứ 6 nhá. À buổi lại tuần 15 buổi chiều thứ 4 chứ. Đúng không? Tuần 15 chiều thứ 4. Phòng 25 nhá. Đây là giả sử để xếp thêm vào nhá. Xếp thêm một buổi nữa cho các em nhé. Tuần 15 này, tháng thứ 4 này, đúng không? Cứ giả sử phòng 25 đi. Đây là đại học mở này. Đấy, vì sao thì phải dùng nhiều cơ sở, vì là giáo viên chúng ta đến từ khắp nơi, đúng không? Đến từ cả Bách Khoa, cả công đoàn, phương Đông, nên là nhá. 25 nhá. Tháng thứ tư này nhá. Tuần 15 tháng thứ tư đây, giả vờ nhá, thầy giả vờ xếp nhá. Tuần 15 tháng thứ tư vào 25 nhá. Xếp thẳng vào lớp thầy Uy luôn. Đấy. Thì vấn đề xảy ra chúng ta cùng nhìn này. Mà cùng lớp mình luôn nhá. Cùng lớp mình, nhóm mình luôn. Thực ra rằng là nó sẽ báo là trùng lịch nhóm này. Lập trình máy tính 12K12 chính là cái buổi đấy, chính là buổi chúng ta đi học cái môn đấy luôn, đúng không? Thì nhóm ta bị trùng. Đấy vấn đề đầu tiên này, đúng không? Đấy. Thì nếu mà xếp là Excel thì không kiểm soát được vấn đề này và xếp trùng vào là điều rất bình thường luôn. Và hai lớp chúng ta cắm đầu vào một phòng học là chuyện bình thường, đúng không? Các em gặp trường hợp đấy chưa? Đấy. Đến mất 5.000 tiền gửi xe xong đi về đấy, đúng không? Rồi. Và nó sẽ báo nguyên nhân cụ thể ở đây là đang học gì đây, môn lập trình C# tiết từ 2 đến 6 giáo viên.
Dùng lịch nhóm. Đây chúng ta cùng xem này. À, đây là chiều chứ nhỉ, chiều thứ tư. Đây là, à sáng cái vòng là trình chính xác đúng rồi. Bây giờ tôi sẽ xếp thẳng một buổi chiều nhá, xếp thẳng buổi chiều đi. Rồi xét nha, chiều chiều thứ tư nhá, tầm 15 được chưa, cũng thầy Huy điều 25 nhá. Mình nhất là trùng lịch nhóm ta nhìn rồi này. Bây giờ tiếp tục này, tiếp tục nhóm lại trùng lịch môn cấu trúc nghệ thuật của thầy Huy này đúng không, giáo viên đó vẫn Huy này đúng không. Và tiếp theo là giáo viên Đỗ Văn Huy lại trùng lịch nhóm lập trình viên môn cấu trúc nghệ thuật hành 8 đến 12 này. Đấy. Tức là lịch của thầy bị thầy trùng này. Được chưa? Ở đây là thầy đang chọn thầy Uy dạy môn Access cho các em ấy. Hiểu ý chưa? Thì nó báo là giáo viên Uy là lại trùng lịch là dạy một môn lớp khác. Đúng không? Đấy. Tức là thầy Uy trùng lịch một lớp khác này. Tức là vấn đề thứ hai của số lịch đó là gì? Chúng ta phải kiểm soát được lịch của giáo viên. Đấy. Ví dụ giáo viên này đang dạy ở một nơi khác rồi, đang dạy ở một phòng khác có lịch rồi thì chúng ta không thể xếp giáo viên này đi dạy cho lớp mình được. Đúng không? Tiếp theo này là vấn đề là phòng học. Phòng học đấy có lớp học rồi. Làm sao mà xếp vào được? Đúng không? Đấy. Vậy thì cái nguyên nhân của phòng trùng là sao? Là nhóm 1 lập trình máy tính 1-2 đang học môn cấu trúc nghệ thuật tiết 8 đến 12 của thầy Huy. Đấy. Đấy. Tức là vấn đề xếp lịch là nó sẽ khó nhất ở cái việc là gì, các em lại đá vào dây rồi, cắm dây đấy, em ở đỏ cắm dây ở dưới không, mất cả hứng. Đây. Đó. Thực ra thì cái việc cái check trùng lịch ở trường mình ấy nó phức tạp và không phải là phức tạp đơn giản mà phức tạp kinh khủng. Mà tại sao bao nhiêu năm nay vẫn chưa có người làm, mà không có người làm cái phần mềm xếp lịch này? Tại vì thứ nhất là nghĩ đến nó đã thấy mệt rồi. Và cái thứ hai ấy là có cần thiết hay không, tức là từ trước đến nay người ta vẫn xếp được lịch mà không cần phần mềm. Tại vì sao? Tại vì là cái thời gian vật lý nó khá là rộng và dài dài, cái thời gian ngày xưa chúng ta học nó lên tới nó bắt đầu từ, các em tưởng tượng là nó bắt đầu từ 15 tháng 8 cho đến giữa tháng 1 một kỳ học ấy, nó dài kinh khủng khiếp, nên cái thời gian vật lý của phòng với cả giáo viên lẫn các em nó rất là nhiều. Cho nên là khi xếp lịch chỉ cần kéo file Excel là xong. Ghi mỗi thầy Cường lập trình C sáp phòng 1 đến 1, một phát từ tuần 1 đến tuần 8 là xong. Xếp một phát đấy là xong, không bao giờ trùng ai cả. Nhưng bây giờ ấy, thời gian nó ngắn lắm. Cái thời gian ngắn các em chỉ có khoảng, có khi chỉ khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng mà chúng ta cần phải, nó ép lịch nó vào. Cho thời gian vật lý nó ép kinh khủng khiếp luôn, về cả phòng, cả giáo viên, cả sinh viên, đấy, cả các lớp, các nhóm ấy. Mà cái thứ hai là các cái đầu thực thể nó cũng rất là nhiều, như là trường mình ấy thì không chỉ có lớp thông thường mà có lớp ghép và nhóm lớp thường và nhóm lớp ghép nữa. Cho nên là việc check vòng quanh cái sự trùng lịch, ví dụ nhá, nhóm này này của thuộc cái lớp này này đúng không, nhưng cái lớp này đi học rồi thì nhóm này không thể xếp được lịch được đúng không, hoặc nhóm này đang xếp lịch trước rồi thì lớp này mà xếp một cái lịch ghép vào để dạy cũng không được đúng không, nó sẽ trùng nhau đúng không. Đấy, hoặc là như cái nhóm của lớp thường này với nhóm của lớp ghép này đúng không, cũng phải có sự liên hệ với nhau này. Lớp ghép này là lớp, ví dụ hai lớp lập trình máy tính 1-2 nhá đúng không, mà cái nhóm này là nhóm của lớp này là lập trình máy tính 1-2 này. Đấy. Đi học một cái môn gì đấy đúng không?
mà một cái nhóm của các em lại bị trùng với cái nhóm này chẳng hạn. Ví dụ như là nhóm của em đi học môn tin học căn bản chẳng hạn, xong lại trùng lịch với cả nhóm lập trình căn bản chẳng hạn, đúng không? Thì nó sẽ dở, đúng không? Cho nên là việc check trùng lịch của chúng ta phải nói là nó kinh khủng lắm. Mà đầu tiên thì thầy cũng nghĩ rằng bài toán này nó không khó, lúc đầu thì không thầy nghĩ là như vậy, và chính vì thế thì thầy với vừa rồi thì cũng cần dùng phần mềm rồi. Vừa rồi cái năm ngoái thì dịch bệnh thì lịch học nó cũng bị thì ôm lại, thì thầy cũng là muốn là làm cái phần mềm này rồi, thì một phần là cũng là lười, thì thầy với nghĩ rằng là xin một sinh viên giỏi giỏi và mình vừa hướng dẫn làm đồ tốt nghiệp mà bảo các em làm luôn ấy cho mình dùng, nhưng cuối cùng là không làm được, thật sự là các em ấy cũng đầu hàng không làm được. Đấy, thì là đến vừa rồi đến bảo vệ đồ án với té ngửa ra là không dùng nổi, các em bảo vệ xong thì đúng là không dùng được, thật sự không dùng được. Thế là thầy bắt đầu là từ cái xong cái đợt bảo vệ đồ án đấy, thầy bắt đầu là thôi thì ngồi tự làm vậy. Thế về đến bây giờ là bắt đầu là từ hồi khoảng giữa tháng 11 đến bây giờ thầy làm cái này. Mà các em biết là thầy làm hỏng phần mềm này bao nhiêu lần không? 15 lần. Đây là cái phiên bản thứ 15 và chắc là sẽ có phiên bản 16. Thậm chí là đến 20. Tại vì sao mà thầy làm nhiều như thế? Tại vì là gì? Tại vì là thực ra là thầy lúc đầu thì phân tích nó không chuẩn. Đấy, sau đó thì xóa đi làm lại. Mỗi lần phân tích không chuẩn thì lại phải làm lại. Đây này, dữ liệu này. Đó. Có những lúc thầy mắc những cái sai lầm mà phải nói là nó quá ngớ ngẩn luôn đấy. Ví dụ như là cái bảng khóa này chẳng hạn này, lúc đầu thì không đưa vào, thế là nó trùng một loạt luôn, lập trình máy tính 1 2 3 4 nhá, xong lại lập trình máy tính 1 2 3 4 nhưng mà của hai khóa khác nhau, nhưng mà thầy đặt tên ấy, đặt tên là lập trình máy tính một, đầu tiên thầy nghĩ là không cần khóa đâu đấy, thì là thầy biết là lập trình máy tính 1 này, K12 này, xong rồi lập trình 12 K12 3 4 K12 thứ đấy, xong rồi lập trình máy tính 1 K10 này, lập trình máy tính 1 lập trình 1 K12, tức là thầy thêm chữ K vào lại của cái tên ấy, thầy nghĩ là thế là ổn, nhưng mà cuối cùng nó không ổn một tí nào cả. Tại vì sao? Tại vì nếu chúng ta làm lịch cho 1 năm dùng thôi hoặc là 3 năm dùng thôi thì nó đơn giản, nhưng mà ví dụ như là chúng ta có đến 10 khóa thôi, nó đến riêng một ngành đến hàng trăm lớp rồi, đúng không? Trông nó rất là lủng ca lủng củng, đúng không? Cho nên là bắt buộc phải thêm cái bảng khóa này vào. Đầu tiên ấy, thầy không có bảng đơn vị ở đâu, xong rồi nó cứ loạn xì ngẫu cả lên, xong rồi thầy phải thêm bảng đơn vị. Giáo viên thì cứ thế là có một cái bảng tơ hở ở ngoài, xong đó thì chọn giáo viên. Các em nếu mà các em để ý đến có một cái video xếp lịch của thầy, nó rất là chân phương ấy, thì sau đó thì thầy làm. Và phiên bản đầu tiên thầy làm ấy thì chỉ check trùng có 3 thứ thôi mà cũng đã rất là mệt rồi, đấy là lớp này, giáo viên và phòng. Đấy. Nhưng mà sau khi đăng video này lên thì tất cả mọi người cùng nói ý kiến là không dùng được. Mình đã check được phòng, check được trùng lịch mình thấy rất sướng rồi, nhưng mà mọi người nói đều là không dùng được. Mình đầu tiên mình cũng thấy hơi tủi thân, hụt hẫng, bao nhiêu công mình làm mà không dùng được. Xong rồi bảo là em ơi, nhưng trường mình còn có lớp web, còn có rồi là lớp đi học mình phân ra nhóm chứ đâu phải là như như em làm đâu. Xong mình bảo khoa mình có phân nhóm đâu nhỉ, toàn là cứ chia theo lớp xong rồi nhóm lớp tự tự đi chứ, nhưng mà như thế không ổn một tí nào. Nếu chúng ta không chia cụ thể nhóm ra trong lịch này thì nó sẽ không ổn một tí nào luôn, tại vì nhóm đi nó sẽ để lớp tự chia nhóm xong đi rất lộn xộn. Và cái thứ hai là giả sử như là muốn dùng cho khoa khác thì không dùng được, vì khoa khác người ta phân ra đến 4 5 nhóm, có lớp thì 2, có lớp thì 3 nhóm, có lớp thì 5 nhóm, khoa cơ khí không thể dùng được. Cho nên là thầy phải làm. Và cái hai là có lớp ghép nữa, có những lớp lớp ghép đi học. Và cứ thế và cái đến cái bản gần cuối này nhá, đến bản gần cuối này thì thầy thiếu
nghiêm trọng cái bảng học kỳ. Đến khoảng đến gần cuối làm xong gần như hết hết rồi nhá, lên lịch các thứ ngon hết rồi. Xong đến lúc mình vẫn cứ thấy cái gì đấy, vì là khi mà chọn môn học ấy thì thấy tràn lan các môn học ra. Môn học quá nhiều, mấy chục môn liền. Mà rõ ràng vào một kỳ này học có mấy môn mà lúc nào cũng phải chọn mấy chục môn này. Hóa ra là nó là theo học kỳ. Và cái thứ hai là lúc đi report lịch. Report lịch cho các em, report lịch coi như là từ những cái năm đầu các em học đến tận bây giờ. Chúng ta đến 6 kỳ học mà chúng ta report lịch tất cả 6 kỳ luôn. Ủa thế nào nên bắt buộc phải có một cái học kỳ để làm khóa ngoại cho lịch này. Đấy. Và cái hai là năm học. Đầu tiên năm học không được đưa vào. Nhưng mà đầu tiên để xếp lịch thì chỉ xếp lịch theo cái bảng, theo cái date thôi, tức là ngày tháng. Nhưng mà thế thì quá là khó xếp, cái thao tác nó quá khó luôn. Tại vì thì thực tế những người xếp lịch thì người ta phải kiểm soát theo tuần. Ta phải kiểm soát theo tuần. Đấy. Đấy. Ta phải kiểm soát theo tuần như thế này. Mà chúng ta chỉ chọn được ngày như này thì người ta sẽ rất là khó, lúc nào người ta phải nghĩ rằng là hôm nay là tuần mấy nhỉ? Ủa, ngày này là tuần mấy nhỉ? Không biết. Đúng không? Đấy cho nên là chúng ta luôn luôn phải có một cái gì xử lý nào đấy để từ cái ngày này, này nó ra tuần và thứ. Đấy. Ví dụ người ta chọn là tuần bao nhiêu, thứ mấy, chứ người ta không phải là chọn ngày nữa, chọn ngày này chỉ mang tính tham khảo thôi, mà để vứt đây thôi. Vứt đây cho có thôi. Còn chủ yếu vẫn là ở đây. Để chọn đây. Đầu tiên thì thầy sử dụng sẵn cái data picker của Windows Form ấy, nó rất dễ. Nhưng mà đến lúc mà xử lý sang cái này này, để xử lý từ đây sang đây này. Mà vấn đề là tuần này này, tuần này là nó theo cái kế hoạch đào tạo, kế hoạch học tập của chúng ta có cái kế hoạch tập, chúng ta xem trên web và có cái kế hoạch tập từ đâu đến đâu đấy, nó theo cái đấy. Và một cái kế hoạch học tập là nó theo năm học này này. Đấy, theo năm học này. Đấy. Và tuần chúng ta, các em biết là tuần 1 thì nó bắt đầu từ ngày thứ hai, ngày 20 tháng 9 này này, đúng không? Đấy. Thì chúng ta thấy rằng là cái tuần 1 này, đúng không? Cái tuần 1 này này nó theo năm học. Đến năm 2022-23 thì cái tuần 1 này nó lại là vị trí khác nhá. Nó có thể là ngày 15 tháng 9, cũng có thể là ngày 15 tháng 8, đúng không? Đấy, mỗi năm học thì cái tuần tuần đã bắt đầu nó sẽ khác nhau. Đấy cho nên bắt buộc phải quản lý cho năm học. Còn tuần này thì đúng ra thì nếu nó có thời gian ta sẽ làm một số các bài tập kiểu kiểu dạng nhỏ nhỏ này này, biến thay đổi giữa tuần và ngày tháng chẳng hạn. Ta sẽ có những cái bài tập kiểu kiểu như vậy, xử lý như vậy. Khá là hay. Thôi có lẽ là chúng ta chém gió thôi nhỉ. Thầy sẽ có cái bài tập về nhà cho các em nhé. Bài tập về nhà thì hôm nay là chúng ta đã làm được cái form cơ sở này rồi, đúng không? Dù sao thì cũng rất là tự hào là chúng ta đã hoàn thành được cái form này. Thì về nhà thì hy vọng là các em sẽ làm được cho thầy cái form tiếp theo là form đơn vị. Form đơn vị này chú ý này, đầu tiên là chúng ta cần phải đưa được dữ liệu cơ sở vào trong cái combo box. Được chưa? Đầu tiên được dữ liệu cơ sở trong combo box nhá. Chúng ta cần phải tìm hiểu combo box nó hoạt động như nào, thầy nói qua luôn. Thì combo box thì nó là một dạng danh sách. Được chưa? Combo box nó là một dạng danh sách và chúng ta hoàn toàn đưa được các cái danh sách từ cơ sở dữ liệu vào bằng bằng giống như cái hàm hiện ra, hàm select ấy, đúng không? Thì trong cái while đọc chấm read thì chúng ta sẽ là combobox.item.s, nó sẽ add lần lượt vào, được chưa? Add lần lượt các cái danh sách này vào. Đấy. Và sau đó chúng ta sử dụng như textbox thôi. Và sau đó thì đến mã rồi tên rồi các thứ là giống hệt như kia. Rồi nút thêm sửa xóa giống hệt. Thì bài này các em thấy rằng là nó chỉ khác đúng cái combobox này thôi. Đúng cái combobox này. Nhá, à, đúng cái này thôi. Chúng ta cố gắng tìm hiểu nhá. Thì thầy gợi ý luôn về cách làm ấy. Thầy sẽ gợi ý luôn về cách làm nhá. Đây là cái gì đây? Ở đây là 15. Tắt cái này đi này. Đây, thầy sẽ gợi ý luôn về cách làm. Thì đây là form đơn vị này.
nhá. Thầy sẽ gợi ý nhanh một chút. Đây. Common control này. Con box này. Vì đây là con box chúng ta cần phải đưa dữ liệu vào trong con box này, đúng không? Thì chúng ta sẽ sử dụng chính cái gì? Chính cái form load nhá. Form load này. Và có khi để viết luôn. Để viết luôn. Đây. Thế vào đây. Thì ở đây thiếu một số cái biến nhỉ. Copy lại. Vẫn thiếu using system này. Dù sao thì chúng ta vẫn là chiều mới, chúng ta là nó phải cụ thể một chút chứ không này, ra về nhà lại đội nón hết. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng là rất là hay ở chỗ này này, đây này, đúng không? Chúng ta xóa luôn, chúng ta chỉ cần lấy mỗi tên thôi. Rất là hay là nó lại đúng cái bảng cơ sở luôn. Và cái data view vừa đi này. Nó xóa cái này luôn. Rồi. Ta cùng nhìn. Nhá cùng nhìn này. Con vóc. Chính là con vóc chúng ta vừa đưa vào nhá. Tất nhiên là chúng ta sẽ xóa thứ một đi. Chúng ta chuyển thành con vóc cơ sở nhá. Đấy đây thầy để nguyên này thôi. Item này. Chấm S này. Đó. Và đây chúng ta biết là gì? Đọc. Không nhá. Chúng tôi sinh. Đấy. Các em nhìn này. Đấy, được chưa? Select tên nhá, form cơ sở này. Sau đó thì thực hiện này, kết nối này, kết nối cloud này. Ở trong này chúng ta thực hiện đọc dữ liệu và đưa dữ liệu vào trong cô box này, được chưa? Để thử nhá. Thông tin này, cơ sở đơn vị này. À, kết nối chấm open bị lỗi. Do chúng ta chưa gì anh? Chúng ta chưa có cái khởi tạo, đúng không? Để máy treo. Stop nó lại. Rồi, đây là do thầy chưa gì? Thầy chưa có cái kết nối bằng new SQL connection. Ở đây là nguồn này. Rồi chạy lại này. Thông tin này. Đấy, chúng ta thấy rằng là nó được loát không nào. Và để cho cái việc loát này nó đẹp đẹp thì chúng ta sẽ tránh cái việc chúng ta kích vào đây, chúng ta điền linh tinh vào đây nhá. Chúng ta sẽ làm gì đối với công box này, các em nên chọn cho thầy cái thuộc tính là drop down style, là drop list nhá. Và chúng ta chạy, chúng ta sẽ thấy rằng nó rất là đẹp, rất đẹp luôn. Đấy không? Rất là đẹp luôn, đúng rất đẹp luôn. Có thể kéo dài ra một chút. Và thiết kế của form này nhá, chúng ta không thiết kế ẩu như thầy đang làm này đâu nhá. Chúng ta cũng phải đặt một cái bảng lên, nó chia ra làm 3 phần, sau đó đặt các cái dòng vào mỗi dòng 30 nhá. Cho thật đẹp. Đấy, sau đó chúng ta có thể để auto size gì cho tùy chúng ta cho đẹp. Chứ không được đặt bâng cua trên này nhá, nhìn thế này nó rất là ghét nhá. Đặt bâng cua này thì khi chúng ta kéo cái này thì trông nó. Cái này là ancho, nó neo trên và neo neo trái này thì nó sẽ không di chuyển, nhìn nó rất buồn cười, đúng không? Còn cái kia chúng ta nếu để thì lúc nào nó kéo nó cũng ở trung tâm, rất là đẹp. Đấy, cái bài đơn vị này thì nó giống hệt bài kia, nó chỉ khác mà khác mỗi cái phần là gì, lót cái
Các cái item vào thôi, cái item vào và khuyến cáo cũng như là khi load vào đi data view ấy, hay là bất kỳ một cái list gì nhá, chúng ta cũng nên làm một việc là gì, cái gì các em? Clear trước khi chúng ta có một vòng lặp để add mới, hiểu chưa? Còn nếu không ấy, chúng ta chỉ cần có một cái động tác gì đấy nó load 2 lần thôi thì nó sẽ gì, sẽ chồng dữ liệu lên trong một cái list của chúng ta. Đấy, cũng như là cái data view lại nó cũng bị chồng, đúng không? Thì nhớ nhá, nhớ về nhà làm bài tập này nhá. Và nếu mà rảnh nữa thì chúng ta làm nốt cái form giáo viên nhá. Dữ liệu như thầy gửi rồi ấy, đúng không? Dữ liệu bảng, các bảng dữ liệu hôm trước thầy có gửi cho các em xem ở trên đấy rồi. Hôm nay thầy gửi video rồi, các em sẽ nhìn thấy hết luôn. Đó. Đây thì sẽ show lại cái thiết kế của cái form đơn vị nhá. Dù sao thì thầy cũng show lại để các em nhìn cho nó có một cái hình thù. Đấy, các em nhìn đấy. Đó. Kiểu web thì các em cũng phải dùng table hoặc là div để các em làm cái khung. Nếu không thì các cái control nó chạy lung tung hết. Đấy, các em nhìn này. Thì các em có thể làm phần ghi chú hoặc là không nhá, tùy. Nếu mà làm thì để, còn nếu không làm thì trong câu truy vấn nó để null 3 cột này giống hệt, và số lượng dòng chúng ta thấy rằng là thầy đang để ở 8 dòng nhá, 8 dòng, và cái nút thì đang để kích cỡ ở 50, tùy các em. Cái này thì để 40 là đẹp hơn đấy. Các ô trên này thì auto size, hai ô dưới này để kích thước cụ thể để phong đơn vị khi chạy thì khá là đẹp. Đây phần đơn vị chúng ta. Và chúng ta thấy rằng là khi chúng ta có cái design trước rồi, chúng ta thấy rằng là kể khi kéo ra cái vào, các cái nút, các cái cơ bóc nó cũng giãn ra theo, nó nhìn nó rất là đẹp, hợp lý. Kể cả to hết cỡ luôn, chấp hết luôn. Thôi bây giờ chúng ta nghỉ nhá. Chiều thầy sẽ cố gắng up video cho các em xem.